Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 108. Bọn họ như chút được gánh nặng, vội vàng thi lễ rồi lui ra. Phạm Diêm La Thiên Tử vừa toan mở miệng thì một ông lão áo đen xuất hiện trong điện. Ông ta thi lễ rồi nói, Thiên Tôn, kỳ chủ đến. Kỳ chủ. Phạm Diêm La Thiên Tử khẽ nhíu mày. Diệp Quân hỏi, tiền bối có khách sao? Phạm Diêm La Thiên Tử giải thích, kỳ chủ chính là người đứng đầu Văn Minh Vệ Giả hiện nay. Diệp Quân sửng sốt, vãi, người đứng đầu Văn Minh cũng đến luôn, điên rồi à? Phạm Diêm La Thiên Tử cười nói, cậu Diệp chớ lo, Văn Minh Quy Giả chúng ta sẽ sát cánh cùng cậu. Chúng ta ra gặp mặt kỳ chủ đi. Diệp Quân gật đầu, được. Hai người họ đi đến một giai đại điện khác, bên trong có Trừ Tôn và một cô gái mặc váy đầm đen, dáng vẻ đoan trang dịu dàng, trông không giống với một người đứng đầu của Văn Minh cấp 6 cho lắm. Thấy Diệp Quân và Phạm Diêm La Thiên Tử đi vào, kỳ chủ đứng dậy, mỉm cười hỏi, vị này là Diệp công tử. Quả là thanh niên tài tuấn. Diệp Quân đáp lại, kỳ chủ cũng thật xinh đẹp. Trừ Tôn nhíu mày. Kỳ chủ lại không giận mà bật cười, cảm ơn. Phạm Diêm La Thiên Tử mở miệng, kỳ chủ đến đây là để. Khi cô ta chậm rãi bước đến gần, nụ cười của Phạm Diêm La Thiên Tử biến mất. Kỳ chủ nói với Diệp Quân, Văn Minh Vệ Giả trước đó có hiểu lầm với cậu, hôm nay ta đến đây để tỏ lòng áy náy. Trừ Tôn bước ra, khom lưng hành lễ, ta đã đắc tội với Diệp công tử, mong cậu bỏ qua cho. Thái độ của hai người khiến Diệp Quân và Phạm Diêm La Thiên Tử sửng sốt. Ngạc nhiên vô cùng. Nước đi này sai sai à, Diệp Quân nheo mắt. Kỳ chủ lại nói, nghe bảo Diệp công tử có một thanh kiếm, chẳng hay ta có thể mượn xem một chút. Diệp Quân nhìn vào mắt cô ta, chỉ thấy ánh mắt trong veo, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt lịch thiệp. Hắn cũng không từ chối mà đưa kiếm thanh huyền ra. Kỳ chủ nhận lấy, quan sát một hồi rồi trả lại, hỏi chẳng hay Diệp công tử có chịu bán không? Diệp Quân cong môi, cô trả bao nhiêu? Kỳ chủ, dùng tất cả những gì Văn Minh Vệ Giả sở hữu. Trừ Tôn nghe vậy thì hóa đá. Kỳ chủ điên rồi à? Chẳng lẽ bị nhan sắc làm lú lẫn rồi? Tất cả nền Văn Minh Vệ Giả có. Nghe thấy lời của kỳ chủ, đừng nói là vị Trừ Tôn kia, đến Phạm Diêm La Thiên Tử cũng hơi sốc, ông ta biết người phụ nữ trước mắt này không nói dối. Cô ta đang nghiêm túc. Phạm Diêm La Thiên Tử nhìn kiếm trong tay Diệp Quân, hơi nhíu mày, đương nhiên ông ta cũng biết thanh kiếm này rất khác thường, nhưng không ngờ kỳ chủ này lại đưa ra điều kiện khủng khiếp đến thế, điều này khiến ông ta thấy hơi vô lý. Đương nhiên Diệp Quân cũng hơi ngạc nhiên, hắn cũng không ngờ chủ của nền Văn Minh Vệ Giả này lại nói như vậy. Mà lúc này kỳ chủ bỗng cười bảo, cho dù dùng toàn bộ nền Văn Minh Vệ Giả để đổi thì chắc Diệp công tử cũng không đổi đâu. Đại Tông nhìn kiếm thanh huyên trong tay, khẽ mỉm cười, đây là thanh kiếm cha ta để lại cho ta, nó là vô giá. Kỳ chủ gật đầu, cô ta nhìn kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân, sau đó cười bảo, Diệp công tử, ta muốn giao dịch với cậu. Diệp Quân hơi tò mò, giao dịch. Kỳ chủ gật đầu, đúng thế. Diệp Quân hỏi, giao dịch gì? Kỳ chủ nhìn Phạm Diêm La Thiên Tử, mỉm cười không nói. Phạm Diêm La Thiên Tử cười, hai người nói chuyện đi. Nói xong ông ta quay người định đi, nhưng lúc này Diệp Quân lại chợt gọi tiền bối. Phạm Diêm La Thiên Tử quay lại nhìn Diệp Quân, hắn mỉm cười, so với giao dịch của kỳ chủ, ta càng muốn ở lại nền Văn Minh Quy Giả học hỏi hơn. Phạm Diêm La Thiên Tử nở nụ cười, nền Văn Minh Quy Giả của ta vô cùng hoan nghênh, nhưng cậu có thể nghe thử giao dịch của kỳ chủ, nếu thù lao ổn thì có thể cân nhắc đấy. Nói xong ông ta quay người rời đi. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nhìn kỳ chủ cười, Diệp công tử, ta có thể cho cậu thứ cậu muốn. Diệp Quân cười hỏi, kỳ chủ biết ta muốn gì à? Kỳ chủ gật đầu, biết. Diệp Quân nhìn người phụ nữ trước mắt, không nói gì. Kỳ chủ phất nhẹ tay. Trừ Tôn lập tức lui đi. Kỳ chủ mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện nhé. Diệp Quân gật đầu, được. Hắn nhìn ra được người phụ nữ này không có địch ý. Vừa dứt lời, hắn và kỳ chủ đã biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa thì đã ở tầng cao nhất của một tòa tháp cao.
Đứng trên tầng này nhìn xung quanh có thể thấy được vũ trụ tinh không vô tận. Kỳ chủ từ từ bước đến cửa sổ, cô ta nhìn nơi sâu trong tinh không vũ trụ, cười bảo, Diệp công tử muốn chứng minh bản thân. Diệp Quân hơi nhíu mày. Kỳ chủ nói tiếp, kiếm của Diệp công tử rất đặc biệt, sự đặc biệt này vượt qua pháp tắc và đạo tắc của nền văn minh đã biết hiện tại. Nói cách khác, thanh kiếm này có thể phá vỡ tất cả pháp tắc và đạo tắc, bao gồm cả đạo tắc và pháp tắc của nền văn minh vũ trụ cấp 6. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, thực lực hiện giờ của Diệp công tử không xứng với thanh kiếm này. Diệp Quân nhìn kỳ chủ, không nói gì. Kỳ chủ lại nói, ta đoán chắc Diệp công tử được nuôi tự do, thực lực của người phía sau cậu quá mạnh, nếu đưa cậu đi cùng thì không có lợi gì cho cậu, vì thế họ đã để cậu phát triển tự do, hy vọng cậu tự trải nghiệm mọi thứ, cuối cùng đi đến đỉnh cao của võ đạo. Mà mấy năm nay, vì trưởng bối trong gia tộc, có lẽ Diệp công tử cũng đã phải chịu áp lực rất lớn, cậu rất muốn chứng minh bản thân nhưng chắc hẳn cậu cũng rất đau đầu. Diệp Quân cười hỏi, đau đầu chuyện gì? Kỳ chủ quay lại nhìn Diệp Quân, nở nụ cười nhẹ nhàng, bởi vì thực lực của trưởng bối gia tộc cậu quá mạnh, cậu muốn vượt qua họ nhưng cậu lại biết rõ, họ thật sự quá mạnh, mạnh đến nỗi rất nhiều lúc khiến cậu tuyệt vọng, đúng không? Diệp Quân nhìn vào đôi mắt bình tĩnh như nước trước mặt, trong lòng đã dấy lên sóng gió. Kỳ chủ mỉm cười, ta chỉ suy đoán thôi. Diệp Quân hỏi, cô nương nói với ta những điều này chỉ vì muốn giao dịch với ta. Kỳ chủ gật đầu, đúng thế. Diệp Quân cười, cô nương muốn giao dịch gì với ta? Kỳ chủ nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, cậu đang chạy trốn lòng mình à? Diệp Quân cau mày. Kỳ chủ xòe tay ra, kiếm ý trên người Diệp Quân đột ngột tuôn trào. Vẻ mặt Diệp Quân thay đổi. Kỳ chủ xòe bàn tay ra. Một số kiếm ý vô địch xuất hiện trong lòng bàn tay cô ta nhìn kiếm ý trong tay, khẽ cười, Diệp công tử, kiếm ý của cậu rất thuần khiết, hơn nữa đã đắc đạo, nhưng cậu biết trên thuần khiết và đắc đạo là gì không? Diệp Quân nhìn kỳ chủ, là gì? Kỳ chủ mỉm cười, phá đạo của mình. Diệp Quân hơi cau mày, phá đạo của mình. Kỳ chủ gật đầu, thực ra kẻ thù lớn nhất hiện giờ của cậu không phải thần trong lòng cậu, mà là bản thân cậu. Cậu vẫn chưa thể thực sự nhìn thẳng vào lòng mình, giống như vừa nãy, cậu lựa chọn chuyển chủ đề, trong tiềm thức cậu đang trốn tránh lòng mình, không muốn đối mặt với một số người và một số chuyện ngay lúc này. Diệp Quân im lặng. Kỳ chủ quay người nhìn nơi sâu trong tinh không, nhẹ giọng bảo, thật ra kẻ thù lớn nhất đời này của người tu hành chúng ta vẫn luôn là chính chúng ta, không hàng phục được mình, làm sao hàng phục được người khác. Diệp Quân từ từ nhắm mắt lại. Đối mặt với lòng mình. Từ rất lâu trước đây, mục tiêu của hắn đã là vượt qua thế hệ cha chú của mình. Khi ấy hắn rất tự tin, dù sao Tháp Gia cũng lừa hắn rằng cô váy trắng chỉ là một vị đại kiếm tiên. Vượt qua đại kiếm tiên với hắn khi ấy tuy hơi khó, nhưng không phải điều không thể. Nhưng càng về sau, hắn càng tuyệt vọng, thực lực của cô váy trắng. Quá khó tin. Thực ra mấy năm nay hắn còn mong được thấy cô váy trắng ra kiếm thứ hai hơn cả kẻ thù, bởi vì để bà ra tới kiếm thứ hai thì có nghĩ là hắn cũng có thể nhìn thấy được giới hạn của bà. Có giới hạn nghĩa là có mục tiêu. Không như bây giờ, bà không hề có giới hạn. Thế thì làm sao hắn vượt qua được? Ngươi sẽ không bao giờ biết được bà ấy mạnh cỡ nào. Gặp ai cũng chỉ cần một giây. Hắn thậm chí còn không cần nghi ngờ cô váy trắng có thể san bằng nền văn minh vũ trụ cấp 6 chỉ trong một giây. Thậm chí sâu thẳm trong lòng hắn, hắn cảm thấy cô váy trắng thật sự là vô địch. Vượt qua bà ư. Chỉ cần ý nghĩ này xuất hiện là thật sự sẽ khiến người khác rất tuyệt vọng. Cho nên rất nhiều lúc, hắn thật sự không muốn nghĩ đến vấn đề này, bởi vì mỗi lần nghĩ đến vấn đề này là hắn lại rất đau đầu. Như kỳ chủ nói. Thật ra hắn đang trốn tránh lòng mình, không nghĩ tới vấn đề này không có nghĩa là nó không tồn tại, vấn đề vẫn luôn tồn tại. Nhưng dù sao hắn cũng không phải cha, có thể lừa được cả mình. Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía kỳ chủ tiền bối, có cách nào giải quyết được điều này không? Kỳ chủ gật đầu, có hai cách. Diệp Quân hơi cúi đầu, xin tiền bối chỉ giáo. Kỳ chủ mỉm cười, trước khi trả lời câu hỏi này của cậu. Ta có thể hỏi cậu thực lực vị tiền bối đó của cậu không?
có phải người ấy chưa từng thất bại trước mặt cậu bao giờ không? Diệp Quân gật đầu. Kỳ chủ nói, cho nên cậu không hề biết giới hạn thực lực của người ấy, vậy nên mỗi lần muốn vượt qua người ấy, trong lòng cậu đều rất bất lực, đúng không? Diệp Quân gật đầu. Kỳ chủ nghĩ một chút rồi bảo, cách thứ nhất là biết giới hạn của người ấy, mà muốn biết giới hạn của cô ấy thì phải có một đối thủ cực mạnh. Diệp Quân hỏi luôn, cách thứ hai thì sao? Kỳ chủ nhìn Diệp Quân, hỏi, vì sao cậu lại muốn vượt qua người ấy? Diệp Quân suy nghĩ một lúc rồi đáp, ta từng bị tháp gia của ta lừa, hơn nữa khi đó ta trẻ người non dạ nên mới có muốn vô địch. Tiểu tháp. Kỳ chủ khẽ mỉm cười, thực ra cũng không phải chuyện xấu, chỉ là kiếm ý cậu lập ra là có dã tâm lớn nhất trong số những người ta từng gặp thôi. Diệp Quân nhìn kỳ chủ, vậy theo ý của tiền bối. Kỳ chủ nói, đối mặt với lòng mình, đối mặt với khoảng cách, đối mặt với những thiếu sót của chính mình. Nghe vậy, Diệp Quân cau mày. Kỳ chủ cười nhẹ, rất nhiều lúc, yếu không đáng sợ, có thiếu sót cũng không đáng sợ, nhưng nhất định phải đối mặt với khuyết điểm của mình, kể cả mặt hèn nhát và đen tối nhất trong lòng mình. Chỉ có như vậy, trái tim cậu mới có thể thật sự thuần khiết không tì vết. Diệp Quân trầm tư hồi lâu rồi nhẹ giọng bảo, ta hiểu ý của tiền bối rồi. Khoảnh khắc vừa dứt lời, hắn đột nhiên nở nụ cười, giờ phút này. Hắn chợt thấy toàn thân thả lỏng, chút ràng buộc nơi sâu trong lòng cũng hoàn toàn được tháo gỡ, kiếm ý của hắn cũng khẽ rung lên, tuy không đột phá nhưng cũng trở nên thuần khiết hơn. Giờ khắc này, kiếm ý của hắn mới thật sự không có tạp chất và hạn chế. Nhìn thấy điều này, trong mắt kỳ chủ thoáng qua vẻ kinh ngạc, thanh niên này chỉ cần nói một chút là hiểu ngay. Diệp Quân nói, tiền bối muốn giao dịch gì với ta vậy? Kỳ chủ gạt mọi suy nghĩ. Mỉm cười nói, là như thế này, ta muốn Diệp công tử cùng ta đến một di tích đó được nền văn minh vệ giả ta phát hiện trong lúc khám phá vũ trụ, nhưng nơi ấy có cấm chế và trận pháp rất mạnh, nếu cưỡng ép phá vỡ, ta sợ sẽ hủy luôn nơi đó, vì thế ta muốn Diệp công tử dùng kiếm của cậu giúp ta phá bỏ cấm chế nơi đó. Để báo đáp, nền văn minh vệ giả của ta có thể giúp Diệp công tử lên tới cảnh giới chân bất hủ, thậm chí là vĩnh bất hủ. Diệp Quân tò mò hỏi, di tích? Kỳ chủ gật đầu, đúng thế, không chỉ nền văn minh vệ giả của ta mà nền văn minh quy giả và nền văn minh vĩnh hằng cũng luôn không ngừng khám phá vũ trụ, muốn có được nhiều tài nguyên hơn. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, không thành vấn đề. Kỳ chủ nở một nụ cười, vậy ngày mai chúng ta đi luôn nhé. Diệp Quân gật đầu, được. Nói xong hắn quay người định đi, kỳ chủ đột nhiên nói, Diệp công tử cũng có thể ngồi ở đây. Diệp Quân nhìn kỳ chủ mỉm cười nói, thật ra nơi này là nơi tu luyện, ta thấy trong cơ thể cậu có sức mạnh sao trời, thật ra đây là nơi chuyên dùng để hấp thu sức mạnh sao trời và sức mạnh vệ giả. Diệp Quân hơi tò mò, sức mạnh vệ giả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kỳ chủ gật đầu, điều đặc biệt của nền văn minh quy giả là hấp thu linh hồn thuần khiết, còn điều đặc biệt của nền văn minh vệ giả ta là hấp thu tất cả sức mạnh bản nguyên trên đời. Cho dù sao trời vũ trụ hủy diệt thì nền văn minh vệ giả của ta cũng có thể hấp thụ được, tóm lại, không có thứ gì mà nền văn minh vệ giả của ta không thể hấp thụ. Diệp Quân cảm thán, lợi hại. Kỳ chủ khẽ cười bảo, cậu có thể ở lại đây tu luyện một đêm. Diệp Quân gật đầu, đa tạ. Nói rồi hắn định ngồi xuống, lúc này nhưng nghĩ tới điều gì, hắn chợt hỏi, tiền bối, cô có biết nhất điện chủ của ác đạo minh không? Kỳ chủ lắc đầu. Diệp Quân gật đầu, đang định tu luyện thì kỳ chủ lại nói, nhất điện chủ của cậu nói. Nói rồi cô ta nhíu mày thật chặt. Diệp Quân hỏi, làm sao vậy? Kỳ chủ từ từ nhắm mắt lại, một lát sau, cô ta bỗng mở mắt ra. Trong tích tắc, cả đại điện cao tháp hóa thành cho tàn không hề báo trước. Diệp Quân! Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân sững người. Chuyện gì đã xảy ra thế? Diệp Quân nhìn kỳ chủ bên cạnh mình, kỳ chủ nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt trang nghiêm. Diệp Quân trầm giọng hỏi, tiền bối, sao thế? Kỳ chủ xòe lòng bàn tay ra, trong đó có một vài dòng năng lượng đang tản đi, nhìn những dòng năng lượng đang tản đi đó, trong mắt cô ta hiện lên vẻ nặng nề. Diệp công tử, thực lực của vị nhất điện chủ mà cậu nói rất đáng sợ,
vừa nãy ta chỉ định dùng một chút thuật pháp thần thông để cảm ứng bà ta thôi, không ngờ bà ta đã. Nói đến đây, cô ta nhìn xung quanh rồi thấp giọng bảo, bà ta đang cảnh cáo ta. Diệp Quân sầm mặt, mẹ kiếp, Nhất Điện chủ này hung dữ vậy sao? Lại dám cảnh cáo chủ của nền văn minh vũ trụ cấp 6 nữa. Đúng là chết tiệt. Kỳ chủ nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, cậu ở lại đây tu luyện đi, ngày mai chúng ta khởi hành đến khi di tích bí cảnh đó. Nói xong cô ta rời đi. Diệp Quân sửng sốt một chút rồi bảo, Kỳ cô nương, Nhất Điện chủ. Kỳ chủ dừng bước, Diệp công tử, ta sẽ không tham gia vào chuyện này nữa. Nói xong, cô ta biến mất tại chỗ. Diệp Quân nhíu mày thật chặt, một lúc sau hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều, ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu hấp thu sức mạnh sao trời và sức mạnh phệ giả. Khoảnh khắc hắn bắt đầu tu luyện, tinh không xung quanh đột nhiên dâng lên vô số sức mạnh sao trời và sức mạnh phệ giả. Diệp Quân chợt sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện những sức mạnh sao trời và sức mạnh phệ giả này chủ động kéo về phía hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên đỉnh đầu mình có một trận pháp cực lớn, trận pháp đó không ngừng hấp thu sức mạnh sao trời và sức mạnh phệ giả từ nơi sâu trong vũ trụ, sau đó lại truyền cho hắn. Như vậy nhanh hơn hắn tự hấp thu rất nhiều. Diệp Quân không nghĩ nhiều, bắt đầu tập trung hấp thu. Hắn muốn sử dụng sức mạnh sao trời tinh khiết ở đây để củng cố thể xác thần hồn của mình. Tới cảnh giới chân bất hủ trước đã. Khi Diệp Quân tu luyện thì kỳ chủ tới một tòa lầu các nhỏ, trong lầu các chứa đất những quyển sách cổ. Kỳ chủ đi tới trước một tủ sách, lấy xuống một quyển sách cổ màu đỏ nhạt, mở ra xem, dần dần lông mày cô ta cau lại. Không biết qua bao lâu, cô ta chậm chậm gấp quyển sách lại, trong mắt có thêm vẻ nặng nề. Kỳ chủ chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn Diệp Quân đang tu luyện, nhẹ giọng nói, nếu bà ta thật sự đến từ nơi đó, vậy Diệp công tử à, cậu gặp rắc rối lớn rồi. Ngày hôm sau, buổi trưa, Diệp Quân ngồi xếp bằng trong tinh không đột nhiên mở mắt ra, khoảnh khắc hắn mở mắt, trong mắt hắn lóe lên hai ngôi sao. Bùm! Một hơi thở thần hồn mạnh mẽ bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Chúc mừng nhé! Lúc này một giọng nói bất chợt vang lên. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, kỳ chủ từ tốn bước đến, mỉm cười nhẹ, đã tới cảnh giới chân bất hủ rồi. Diệp Quân hít sâu một hơi, hai tay hắn nắm chặt lại, một luồng khí tức vô hình tuôn ra từ cơ thể hắn, thời không tinh hà xung quanh bỗng gợn lên những làn sóng lăn tăn. Chân bất hủ. Diệp Quân nở nụ cười, bây giờ thần hồn, kiếm ý và thân xác của hắn đã lên một tầm cao mới. Nếu gặp lại Trừ Tôn, hắn tự tin rằng không cần dùng kiếm Thanh Huyên cũng có thể thắng được ông ta. Diệp Quân gạt mọi suy nghĩ, nhìn kỳ chủ, kỳ cô nương, bây giờ chúng ta đi luôn chứ. Kỳ chủ gật đầu, đi thôi. Nói rồi cô ta quay người, đưa Diệp Quân biến mất. Khi xuất hiện một lần nữa, cô ta và Diệp Quân đã tới một vùng đất hoang, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn thì thấy từng cột đá cao chọc trời phía cuối tầm mắt. Những cột đá đó mọc lên từ dưới đất, vươn thẳng lên trời. Cắm trời chọc đất. Có tới 100.000 cột đá xếp ngay ngắn phía xa, sau những cột đá ấy có một tòa đại điện có hình chữ kim, vô cùng uy nghiêm hùng vĩ. Diệp Quân nhìn kỳ chủ, tiền bối, đây là di tích gì? Kỳ chủ mỉm cười, ta cũng không biết. Diệp Quân nhìn cô ta, không nói gì. Kỳ chủ cười dịu dàng, ta không biết thật. Di tích này chúng ta mới phát hiện cách đây không lâu, còn việc nó thuộc nền văn minh nào thì đến giờ ta cũng vẫn chưa biết. Diệp Quân gật đầu, vậy chúng ta vào xem đi. Kỳ chủ gật đầu. Một lát sau, hai người tới trước những cột đá đó, một luồng uy áp mãnh liệt ập tới. Trên những cột đá này đều được vẽ chi chít phù văn kỳ lạ. Kỳ chủ nhìn những cột đá ấy, trong mắt cũng có vẻ tò mò. Đi không bao lâu. Kỳ chủ đột nhiên dừng lại, Diệp Quân cũng dừng theo, nhìn cô ta. Kỳ chủ đưa tay phải về phía trước, ấn nhẹ xuống, thời không trước mặt cô ta bỗng xuất hiện những gợn sóng như sóng nước. Ngay lập tức, phù văn trên hàng trăm cây cột đá kia lập tức sáng lên. Kỳ chủ nói, những cột đá này đều có linh tính, chắc là người bảo vệ của bí cảnh này. Nói rồi cô ta nhìn Diệp Quân, cười khẽ bảo, Diệp công tử, làm phiền rồi.
Diệp Quân gật đầu, đi tới trước mặt cô ta, lấy kiếm Thanh Huyên ra, hắn cầm kiếm Thanh Huyên trong tay nhẹ nhàng chỉ về phía trước. Chỉ trong chốc lát, dường như có thứ gì đó bị xé toạc, sau đó thời không tứ phía bắt đầu trở nên hư ảo. Lòng Diệp Quân thầm cảnh giác. Lúc này, những cột đá chung quanh đột nhiên chấn động dữ dội, tiếp đó, từng tiếng gầm rút đáng gờm không ngừng vang lên bên trong những cột đá ấy. Sắc mặt Diệp Quân thay đổi rõ rệt, hắn cảm thấy màng nhĩ của mình sắp nổ tung, vội kích hoạt kiếm ý để bảo vệ mình. Lúc này, kỳ chủ bỗng lật tay lại. Bùm! Tất cả các cột đá đều rung chuyển dữ dội, tất cả đều bị áp chế. Diệp Quân nhìn kỳ chủ, rất ngạc nhiên, thực lực của người phụ nữ này thâm sâu khó lường. Kỳ chủ cười bảo, Diệp công tử, kiếm của cậu lợi hại thật, cấm chế của trận pháp nơi này gặp kiếm của cậu cũng chẳng thể chống lại được. Diệp Quân khẽ cười, chúng ta đi về phía trước đi. Kỳ chủ gật đầu, nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân lại cười bảo, Diệp công tử dùng thanh kiếm chắc cũng đau đầu lắm nhỉ. Diệp Quân hỏi, sao lại thế? Kỳ chủ nói, kiếm mạnh hơn chủ, đối với người theo đuổi sự thuần túy như Diệp công tử thì nhiều khi lại là một loại gánh nặng. Diệp Quân mỉm cười, trước đây thì như vậy, nhưng hiện giờ, ta đã nghĩ thông suốt, chỉ cần đối phương không chơi xấu thì ta sẽ cố gắng không sử dụng thanh kiếm này, nếu đối phương chơi xấu thì ta chỉ có thể chơi xấu với họ thôi. Kỳ chủ nhoẻn miệng cười duyên, đúng thế, sống ở ngoài cứ phải có con át chủ bài mới được. Diệp Quân nói thật ta rất bất ngờ về kỳ cô nương. Kỳ chủ hỏi ngược lại, rất bất ngờ. Diệp Quân gật đầu, giữa ta và nền văn minh vệ giả của các cô xảy ra rất nhiều chuyện, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị cô đì cho đến chết. Nhưng không ngờ, kỳ cô nương lại làm thế này, thật sự khiến ta trở tay không kịp. Kỳ chủ lắc đầu, chúng ta và cậu không xung đột lợi ích cốt lõi với nhau, nếu đã vậy thì vì sao chúng ta phải trở thành kẻ thù? Làm bạn không tốt hơn sao? Giống như bây giờ, tuy hai ta vẫn chưa phải bạn bè, nhưng ít nhất đều có thiện ý, có thể hợp tác rất nhiều, đôi bên cùng có lợi, không phải sao? Diệp Quân mỉm cười, đúng thế. Kỳ chủ nhìn hắn, cười bảo, đương nhiên, ta cũng nói thật lòng với cậu, sở dĩ lựa chọn hợp tác là vì cậu rất không đơn giản, nếu cậu thật sự chỉ là một tu sĩ bình thường thì khả năng cao là chúng ta không thể hợp tác. Thế đạo này rất thực tế, và ta cũng sống rất thực tế. Diệp Quân mỉm cười, kỳ cô nương rất thẳng thắn. Kỳ chủ lắc đầu, Diệp công tử là người thông minh, cho dù ta không thẳng thắn thì với trí thông minh của Diệp công tử cũng có thể nhìn ra điều này. Khi nói chuyện, hai người đã đi tới trước cửa đại điện, cửa chính của đại điện cao gần nghìn trượng, hai bên trái phải có hai chữ lớn màu đỏ. Diệp Quân hỏi, kỳ cô nương có biết chữ này không? Kỳ chủ lắc đầu, không biết. Nói rồi cô ta nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, vẫn cần phải dùng tới kiếm của cậu đấy. Diệp Quân nhìn cánh cửa đá, nhưng lúc này kỳ chủ lại kéo hắn về. Diệp Quân quay đầu nhìn kỳ chủ, cô ta nhìn cánh cửa đá, một lúc sau cô ta chợt đưa Diệp Quân biến mất khỏi đây, khi xuất hiện lần nữa thì đã ở nơi cách đó nghìn trượng, mà gần như cùng lúc đó, thời không nơi họ đứng lúc nãy đã hóa thành tro tàn. Nhìn thấy cảnh này, mặt Diệp Quân tối sầm lại. Nhưng kỳ chủ lại thấy hưng phấn, ít nhất nơi đây cũng phải là di tích của nền văn minh vũ trụ cấp 6, sắp giàu to rồi. Nói rồi cô ta kéo cánh tay Diệp Quân, giây tiếp theo, Diệp Quân còn chưa phản ứng lại thì cô ta đã đưa hắn tới trước cánh cửa đá kia. Kỳ chủ nhìn Diệp Quân, chọc nó đi. Diệp Quân cầm kiếm Thanh Huyên đâm vào cánh cửa đá ấy. Ầm ầm. Cửa đá rung chuyển dữ dội, giây tiếp theo, bên trên xuất hiện rất nhiều phù văn kỳ lạ, dần dần những phù văn kỳ lạ ấy trực tiếp biến mất. Cửa đá đã vỡ. Kỳ chủ mỉm cười, đi thôi. Nói rồi cô ta dẫn Diệp Quân đi vào trong cửa đá, bên trong lại là một cảnh tượng khác. Một vũ trụ tinh không vô tận. Mấy nghìn trượng trước mặt họ có một bia đá đang lơ lửng, ngoài ra trên đó không còn gì nữa. Thấy vậy, kỳ chủ chợt nhíu mày thật chặt, đây là gì nhỉ? Khi nói, cô ta đã đưa Diệp Quân tới trước bia đá đó. Bia đá cao trăm trượng, bên trên toàn là văn tự cổ, ngoài văn tự còn có một bức tranh chân dung một người đàn ông trung niên tay chỉ lên trời, mắt cũng nhìn lên. Diệp Quân nhìn những văn tự cổ ấy với vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì hắn chẳng hiểu gì cả.
Trong mắt kỳ chủ cũng có vẻ thắc mắc, hiển nhiên cô ta cũng không biết. Diệp Quân nói trong lòng, tháp gia, người có biết không? Tiểu tháp đáp, người đoán xem. Đầu Diệp Quân đầy vạch đen. Kỳ chủ đột nhiên tiến lên trước, cô ta quan sát kỹ những văn tự thần bí này, mà lúc này dị biến đột ngột xảy ra, tấm bia đá kia bỗng hóa thành một vòng xoáy, sau đó một luồng ánh sáng màu trắng xuất hiện, thoáng chốc bao trùm cả Diệp Quân và kỳ chủ. Khi luồng sáng trắng xuất hiện, kỳ chủ lật bàn tay lại, định ra tay, nhưng nghĩ tới điều gì đó, cô ta bỗng dừng lại, không ra tay nữa, để mặc cho mình và Diệp Quân bị tấm bia đá ấy hút vào. Khi kỳ chủ và Diệp Quân bị hút vào trong thì tinh không cũng trở lại bình thường. Nhưng ngay sau đó, một thanh kiếm bỗng phóng từ trên trời xuống, lơ lửng trên bia đá ấy. Kiếm hành đạo. Bia đá. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân đột nhiên cảm thấy trên người mình có gì đó mềm mềm, lần này hắn không sờ mó lung tung mà vội vàng ngồi dậy. Lúc này, kỳ chủ đang nằm trong vòng tay hắn. Diệp Quân cau mày nhìn xung quanh. Lúc này hắn và kỳ chủ đang ở trên một bãi cỏ, cách tầm mắt của họ không xa có một tòa thành cổ. Diệp Quân vừa định lên tiếng thì kỳ chủ trong lòng hắn đột nhiên chậm rãi ngồi dậy, cô ta đưa hai tay ôm đầu ấn nhẹ, lẩm bẩm chóng mặt quá. Diệp Quân hơi ngượng. Vì khi kỳ chủ ngồi dậy thì vẫn là ngồi trong lòng hắn. Tuy hắn là chính nhân quân tử, nhưng huyết mạch phong ma không phải thứ tốt lành gì. Làm thế này thật sự rất dễ khiến hắn suy nghĩ lung tung. Huyết mạch phong ma. Lúc này hình như kỳ chủ cũng phát hiện mình đang ngồi ở chỗ không nên ngồi, lập tức rời khỏi lòng Diệp Quân, nhưng hình như cảm nhận được gì đó, cô ta nhíu mày thật chặt. Diệp Quân hỏi, sao vậy? Kỳ chủ không đáp lời, đưa tay phải ra rồi nắm chặt, một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện trong lòng bàn tay cô ta, nhưng giây tiếp theo. Một luồng sáng màu vàng bỗng phóng từ trên trời xuống, bay vào đỉnh đầu cô ta. Cơ thể kỳ chủ run rẩy kịch liệt, sau đó cô ta ngã xuống. Diệp Quân lập tức tê dại. Chết tiệt! Cái quái gì vậy? Kỳ chủ là ai? Lão đại của nền văn minh vệ giả đó. Thế này là thế nào? Diệp Quân nghĩ tới gì đó, vội xòe tay ra, nhưng kiếm thanh huyên không xuất hiện. Diệp Quân ngây người, gọi tháp ra. Không có ai đáp lại. Mẹ kiếp. Mặt Diệp Quân sầm xuống, nhưng đúng lúc này giọng của tiểu tháp đột nhiên vang lên, làm gì vậy? Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi, tháp ra, người vẫn ở đây à? Tiểu tháp nói, nơi này hơi kỳ lạ. Diệp Quân hỏi ngay, kỳ lạ ở đâu? Tiểu tháp trầm giọng bảo, dù sao cũng là kỳ lạ. Diệp Quân. Tiểu tháp bất chợt thở dài, ta biết ngay mà, biết ngay mà. Diệp Quân vô cùng nghi ngờ, người biết cái gì? Tiểu tháp đáp, khi nền văn minh vệ giả lựa chọn làm bạn với ngươi là ta đã biết chuyện này không đơn giản rồi, bởi vì trò này rất lạ, thì ra là có cái bẫy lớn hơn nữa đang chờ ngươi nhảy vào. Diệp Quân. Tiểu tháp nói, nơi này rất đặc biệt, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn xung quanh với vẻ khó hiểu. Đây là nơi nào? Cuối cùng ánh mắt Diệp Quân rơi vào thành cổ phía xa, trầm tư một lát hắn rời mắt, nhìn kỳ chủ trước mặt, sau khi kỳ chủ bị luồng sáng vàng lúc nãy đánh trúng, giữa trán cô ta đã có thêm một ấn ký màu vàng nhạt. Bị buộc phải phong ấn rồi. Đến cả kỳ chủ cũng có thể phong ấn được. Diệp Quân trầm mặc hồi lâu mới khẽ lay kỳ chủ, kỳ cô nương. Không phản ứng. Diệp Quân chỉ có thể bế cô ta lên, sau đó đi về phía thành cổ kia. Khi đi vào thành cổ, Diệp Quân phát hiện nơi này có người sống, nhưng hầu hết đều là người bình thường, không có tu vi. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Đều là người bình thường, đương nhiên hắn sẽ không sợ. Tuy hắn không thể dùng sức mạnh của mình, nhưng ý thức chiến đấu vẫn còn, tu sĩ bình thường không phải đối thủ của hắn. Sau khi Diệp Quân bế kỳ chủ vào thành, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, người dân hai bên đường đều tò mò nhìn hai người, bởi vì bọn họ ăn mặc chỉnh tề, khác hẳn những người dân ở dây. Diệp Quân bế kỳ chủ đi tới trước một sạp hàng, ở đó có một ông lão đang hút thuốc, mặt mày trông có vẻ thân thiện tốt bụng. Thấy Diệp Quân bế kỳ chủ tới, ông lão lập tức cảnh giác, vội giấu túi tiền đi. Diệp Quân.
Diệp Quân nhìn ông lão, nở nụ cười hiền hòa, ông lão, ông có hiểu lời ta nói không? Ông lão lắc đầu, không hiểu. Mặt Diệp Quân lập tức đen lại. Mẹ kiếp! Đương nhiên phần nhiều vẫn là kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ngôn ngữ ông ta nói không phải ngôn ngữ của nền văn minh vệ giả hay nền văn minh quy giả, thế mà hắn lại hiểu được. Hơi lạ nha! Diệp Quân gạt mọi suy nghĩ, mỉm cười hỏi, ông lão, đây là nơi nào? Ông lão nhìn hắn không nói gì, chỉ rít mạnh một hơi thuốc lá. Thấy đối phương không trả lời, Diệp Quân cũng không hỏi thêm nữa, bế kỳ chủ đi tiếp. Lúc này ông lão bỗng khàn giọng bảo, người thật không biết ý, hỏi người khác thì phải cho người ta cái gì đó trước chứ. Nói xong ông ta nhìn Diệp Quân với vẻ khinh bỉ, lấy điếu thuốc gõ lên bàn, tàn thuốc cũng bị rốc ra một ít. Diệp Quân mỉm cười, cảm ơn đã nhắc nhở. Nói rồi hắn đi tới trước gian hàng của một người phụ nữ trung niên, lấy một viên tinh thạch bình thường trong tiểu tháp ra đưa cho bà ấy, mỉm cười hỏi, đại thẩm, ta hỏi bà một chuyện có được không? Nhìn thấy cảnh này, nét mặt ông lão kia sầm xuống, ông ta nhìn viên tinh thạch trong tay Diệp Quân, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Người phụ nữ trung niên nhìn thấy viên tinh thạch kia thì sáng mắt, vội cất nó đi, mỉm cười trả lời, nơi này là thành đa nguyên. Diệp Quân lại lấy thêm một viên tinh thạch nữa ra, đưa cho người phụ nữ trung niên, cười bảo, thẩm có thể tìm cho chúng ta một chỗ để ở được không? Người phụ nữ trung niên đáp ngay, được được, đi thôi, ta đưa hai người đến nhà của ta. Diệp Quân gật đầu, đa tạ. Người phụ nữ trung niên chẳng mang tới sạp hàng nữa mà đưa Diệp Quân đi luôn. Ông lão kia nhìn Diệp Quân hung ác, rít mạnh thuốc lá. Đương nhiên Diệp Quân đã chú ý tới ánh mắt của đối phương, nhưng hắn không để ý. Rất nhiều lúc, nơi càng nhỏ, lòng người càng phức tạp. Tiểu tháp nói, tên này chưa gặp được ông nội ngươi thôi. Diệp Quân cười bảo, tháp gia, trước đây ông nội ta điên cuồng lắm à? Thật ra hắn rất tò mò, bởi vì khi hắn ở cùng với ông nội áo xanh cảm thấy ông rất vui tính, hơn nữa còn rất hiền hòa, không giống một tên ma quái. Tiểu tháp cười, ông nội ngươi không phải điên cuồng mà là không bình thường, nhất là khi còn trẻ, nếu ông già vừa nãy mà nhìn ông nội ngươi như thế, ông nội ngươi sẽ lập tức mỉm cười tiễn ông ta đến hoàng tuyền luôn. Ngươi và cha ngươi mà so với ông ấy thì đúng là người cực kỳ tốt. Diệp Quân bật cười ha hả, ông nội bây giờ rất khác trước đây nhỉ. Tiểu tháp nói, không phải khác, mà là bây giờ đã không còn gì có thể khiến ông ấy tức giận nữa. Với lại ngươi là người thân của ông ấy. Vì thế khi ông ấy tiếp xúc với ngươi cũng tiếp xúc bằng mặt tốt. Diệp Quân chợt hỏi, tháp gia, nếu cho ngươi lựa chọn giữa ba đời ông cháu nhà ta thì ngươi thích đi theo ai nhất? Tiểu tháp im lặng một hồi lâu mới đáp, ta từ chối trả lời câu hỏi này. Diệp Quân nghiêm túc nói, ta chỉ tò mò thôi, ngươi yên tâm, cho dù ngươi không chọn ta thì ta cũng không chơi xấu ngươi đâu. Tiểu tháp bảo, còn lâu ta mới tin ngươi. Diệp Quân. Rất nhanh, người phụ nữ trung niên đã đưa Đại Tông tới một viện lạc, sau khi đi vào, bà ấy nhanh chóng dọn dẹp, chẳng bao lâu bà ấy đã dọn xong xuôi, sau đó quay lại nhìn Diệp Quân, cười, tiểu ca à, nơi này hơi đơn sơ, cậu đừng chê nhé. Diệp Quân mỉm cười, đa tạ đại thẩm. Nói rồi hắn bế kỳ chủ đi vào một gian phòng, đặt kỳ chủ lên giường, lúc này cô ta vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Quân nhìn ấn kim quang trên trán kỳ chủ, nhíu mày thật chặt. Lúc này tay kỳ chủ hơi run lên, Diệp Quân mau chóng đi tới, nhìn cô ta chăm chú, kỳ chủ chậm rãi mở mắt ra, nhưng khi nhìn thấy Diệp Quân cô ta lại hơi giật mình, sau đó nhìn xung quanh, chúng ta đang ở đâu vậy? Diệp Quân đáp, thành đa nguyên. Kỳ chủ nhíu mày, thành đa nguyên. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Kỳ chủ ngồi dậy, như cảm nhận được gì đó, cô ta đưa tay lên sờ trán mình, chỉ là phong ấn. Diệp Quân gật đầu, cô bị một đạo kim quang phong ấn rồi. Kỳ chủ im lặng một lúc rồi xuống giường đi ra sân, ngẩng đầu nhìn lên nơi sâu trong tinh không. Diệp Quân đi đến bên cạnh kỳ chủ, hỏi, sao vậy? Im lặng một lúc, kỳ chủ nói, chắc chúng ta đã đến nơi đa nguyên đạo đế trong truyền thuyết được sinh ra. Diệp Quân hỏi, là vị đa nguyên đạo đế đã từng hợp nhất dòng thời gian của vô số vũ trụ ư? Kỳ chủ gật đầu. Dòng thời gian của vũ trụ năm đó rất hỗn loạn,
ông ta đã tự hợp nhất tất cả các dòng thời gian lại, hợp nhất nhiều vũ trụ làm một, cũng chính là vũ trụ đa nguyên hiện tại. Nói rồi cô ta lại sờ lên ấn trên trán, cả vũ trụ đa nguyên cũng chỉ có ông ta mới có thực lực tạm thời phong ấn sức mạnh của ta thôi. Diệp Quân trầm giọng, ý cô là đa nguyên đạo đế đang ẩn trong bóng tối. Kỳ chủ nhẹ nhàng nói, có lẽ không phải bản thể. Diệp Quân đang định lên tiếng thì lúc này có một nhóm người đột nhiên đi tới. Đi đầu là ông lão hút thuốc lúc nãy, sau lưng ông ta có mấy người trẻ tuổi để trần cánh tay, mấy người đó rất lưu manh thô bỉ, khi nhìn thấy kỳ chủ, ánh mắt bọn chúng sáng lên, nở nụ cười dâm đãng. Thấy ông lão kia dẫn một nhóm người tới, vẻ mặt Diệp Quân rất bình tĩnh, không hề ngạc nhiên. Ông lão tức giận chỉ vào Diệp Quân, hắn có tinh thạch của người tu hành bên ngoài, rất nhiều, rất nhiều. Nghe ông lão nói thế, mấy thanh niên lưu manh kia đều đi về phía Diệp Quân và kỳ chủ lui về phía sau Diệp Quân. Diệp Quân quay đầu nhìn kỳ chủ mỉm cười, ta bị ông ta theo dõi sát sao rồi, không thể ra tay được. Diệp Quân hơi cạn lời, hắn nhìn mấy thanh niên đó, tên cầm đầu cười hì hì, đang định lên tiếng thì Diệp Quân đã bất chợt xông lên phía trước cho một phát tát. Chát! Thanh niên đó còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Quân tát bay ra ngoài, đập mạnh lên một tảng đá, đầu nổ tung như quả dưa hấu, máu bắn tung tóe. Thấy hành động này của Diệp Quân, đám người đều sững sờ. Diệp Quân nhìn mấy thanh niên còn lại, bọn chúng đều sợ vỡ mật, quay lưng bỏ chạy, mà Diệp Quân cũng xông ra ngoài. Rất nhanh, toàn bộ mấy tên thanh niên đều bị Diệp Quân đánh chết. Chỉ còn lại ông lão kia. Ông lão đột nhiên quỳ xuống trước mặt Diệp Quân, run rẩy nói, thiếu hiệp, tha mạng. Diệp Quân nhìn ông lão đang quỳ trước mặt định lên tiếng thì đột nhiên hắn bước nhanh ra ngoài thôn, lúc này trước mặt hắn cách đó không xa có một thi thể. Chính là thi thể của người phụ nữ trung niên kia. Thấy cảnh này, đôi mắt Diệp Quân đỏ lên như máu, tháp ra, ông nội ta đã đúng. Mà trong tinh không xa xôi, ở một chỗ nào đó, một người đàn ông áo xanh bỗng dừng lại, giây tiếp theo ông ta bật cười lớn tiếng, không hổ là cháu trai của ta. Nói rồi ông ta nhìn về nơi xa, cười to, Giao huynh, ta có cháu trai, còn huynh thì không có, ha ha ha. Tiêu Giao kiếm tu. Trước thôn. Diệp Quân nhìn thi thể người phụ nữ ấy, hai mắt đỏ ngầu như máu, toàn thân đầy sát khí. Hắn biết mình đã phạm sai lầm. Ngay từ đầu hắn đã biết ông lão đó có ác ý cực mạnh, nhưng hắn không để ý, bởi vì hắn biết người ở đây đều không có tu vi, không thể làm hại được hắn. Nhưng hắn không ngờ là sự không để ý của mình lúc ấy lại gây ra cái chết cho người vô tội. Giờ phút này hắn mới thực sự hiểu, bất cứ lúc nào cũng không thể mềm lòng với kẻ thù, bởi vì sự mềm lòng của mình rất có thể sẽ khiến người xung quanh mình tổn thương. Diệp Quân quay người trở lại trong sân, mà lúc này, ông lão kia đã không còn thở nữa. Diệp Quân nhìn kỳ chủ mỉm cười khẽ, ta thấy ông ta muốn chạy nên giải quyết ông ta luôn. Diệp Quân đang định lên tiếng thì lúc này ngoài cửa chợt vang lên một tiếng gọi thất thanh, sợ hãi, A Mẫu. Diệp Quân và kỳ chủ quay đầu lại nhìn, ngoài cửa có một bé trai 13-14 tuổi đang ôm thi thể người phụ nữ khóc lóc thảm thiết. Diệp Quân thở dài trong lòng. Bé trai đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Quân và kỳ chủ trong viện với ánh mắt tức giận, cậu cầu hòn đá bên cạnh lên định ném về phía Diệp Quân và kỳ chủ. Đúng lúc này cách đó không xa bỗng có một giọng nói vang lên, A Vĩnh, không phải họ. Cậu bé tên A Vĩnh quay đầu lại, thấy một lão què đang từ từ tiến lại gần, ông ta đi đến trước mặt A Vĩnh, thấp giọng thở dài, là nhóm Lại Tam giết A Mẫu của cháu. Lại Tam. A Vĩnh ngẩn ra, giây tiếp theo cậu bé chạy thẳng về phía thi thể trên mặt đất bên cạnh, sau đó cầm hòn đá lên ném mạnh, cho đến khi thi thể ấy bị ném đến mức không thể nhận dạng. Lúc này, lão què đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quân và kỳ chủ, ông ta cúi đầu thật sâu trước hai người, hai vị, đứa trẻ này từ nhỏ đã không cha không mẹ, là A Mẫu nuôi cậu bé lớn, bây giờ A Mẫu bị kẻ xấu giết chết, hai người có thể cho cậu bé này một cơ hội không? Lúc này, thiếu niên tên A Vĩnh đột nhiên quay ngoắt đầu lại, cháu không cần cơ hội gì hết, cháu chỉ cần A Mẫu sống lại thôi. Nói rồi cậu bé nhào đến bên cạnh thi thể người phụ nữ. Diệp Quân đi tới trước mặt người phụ nữ, hắn nhìn thi thể bà ấy rồi bảo, bà ấy vẫn còn có thể cứu được.
Cậu bé đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân. Diệp Quân không nói dối, người phụ nữ trước mặt chưa bị diệt sạch thần hồn, hơn nữa linh hồn vẫn ở trong cơ thể, tình hình này ở thế giới người tu luyện chỉ có thể coi là bị thương. Nhưng với thực lực hiện tại của hắn thì không thể cứu được bà. Diệp Quân cầm lấy cánh tay người phụ nữ, từ từ nhắm mắt lại, hắn định cưỡng ép sử dụng năng lượng đưa bà ấy vào tiểu tháp. Lúc này kỳ chủ lên tiếng, nếu cậu ra tay thì sẽ bị cấm chế của nơi này phản phệ giống ta đấy. Diệp Quân không trả lời, cưỡng ép kích hoạt huyền khí, một luồng sáng màu tím phát ra từ trong cơ thể hắn, mà gần như cùng lúc đó, một luồng sáng màu vàng phóng từ trên cao xuống. Ầm. Diệp Quân ngã xuống đất. Có điều người phụ nữ cũng đã được hắn đưa vào tiểu tháp. Kỳ chủ từ tốn đi đến trước mặt Diệp Quân, nhìn hắn đã ngất đi, trong mắt cô ta hiện lên vẻ ngạc nhiên. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân tỉnh lại. Lúc này, hắn đã ở trên đỉnh núi, đêm khuya trên trời đầy sao. Tỉnh rồi à? Một giọng nói bỗng vang lên từ nơi cách đó không xa. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn thấy kỳ chủ, cô ta vẫn mặc áo bào đen, dưới ánh sao trông rất rực rỡ chói mắt. Diệp Quân cực kỳ chóng mặt, hắn ngồi dậy đi đến bên cạnh kỳ chủ, nhìn từ vị trí này xuống có thể thấy được cả thành đa nguyên. Diệp Quân ngồi bên cạnh kỳ chủ, vẫn cảm thấy hơi suy yếu. Kỳ chủ nói, đã sắp xếp ổn thỏa cho thiếu niên đó rồi. Diệp Quân gật đầu, không nói gì. Kỳ chủ chống cằm nhìn cổ thành bên dưới, trong cổ thành nhà nhà đều thắp đèn sáng rỡ. Kỳ chủ mỉm cười, thật ra ta hơi bất ngờ. Diệp Quân quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, cứu người phụ nữ đó. Kỳ chủ gật đầu, ừm. Diệp Quân nhìn cổ thành bên dưới, cười hỏi, vì sao lại bất ngờ? Kỳ chủ quay đầu nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, cậu có từng nghĩ rằng nếu cứu bà ấy có thể cậu sẽ chết chưa? Diệp Quân lắc đầu, chưa từng. Kỳ chủ hỏi, nếu biết có thể mình sẽ chết, cậu có còn cứu không? Diệp Quân gật đầu. Kỳ chủ nhìn thẳng vào Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân bình tĩnh nói, cha mẹ ta luôn dạy làm người phải không thẹn với lòng, người phụ nữ đó chết vì chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Kỳ chủ cứ nhìn Diệp Quân chằm chằm như thế, Diệp Quân cười hỏi, có phải cảm thấy ta hơi trẻ con không? Kỳ chủ lắc đầu, không, ta rất ngưỡng mộ cậu. Diệp Quân hơi khó hiểu, ngưỡng mộ ta. Kỳ chủ gật đầu. Cô ta quay đầu nhìn cổ thành bên dưới, cậu biết không? Đối với ta, rất nhiều lúc, chết bao nhiêu sinh linh cũng chỉ là một con số, giống như những sinh linh dưới kia, trong mắt ta, họ cũng chỉ là một vài con số. Diệp Quân cau mày. Kỳ chủ nói tiếp, trong đế quốc thế tục, trong mắt các hoàng đế thì tính mạng của người thường không đáng giá, chết bao nhiêu người cũng chỉ là một con số đối với họ. Mà thế giới tu luyện lại càng như thế, ta quản lý nền văn minh vệ giả. Bao năm nay nền văn minh của ta hủy diệt vô số nền văn minh vũ trụ cấp thấp cậu biết không? Có đôi lúc ta ký một mệnh lệnh đồng nghĩa với việc có hàng trăm triệu sinh linh sẽ bị xóa sổ, nhưng với ta mà nói, đó đều chỉ là một con số. Diệp Quân nhẹ nhàng nói, thần tính. Kỳ chủ gật đầu, đúng, càng tu luyện lên càng sẽ càng không để ý đến sinh mệnh. Rất nhiều lúc, chúng ta đều dùng thân phận là thần để nhìn những sinh linh yếu hơn chúng ta bên dưới. Thật ra khá giống cảm giác loài người đối mặt với loài kiến, kiến cũng là sinh linh, nhưng con người dẫm chết nó có cảm thấy áy náy hổ thẹn không? Chết mấy trăm con kiến, loài người có buồn vì nó không? Nói đến đây, cô ta quay đầu nhìn Diệp Quân cười nhẹ, vậy nên ta mới nói ta ngưỡng mộ cậu, bởi vì cậu bây giờ vẫn còn tình cảm, có thể không cần quá lý trí. Mà chúng ta, thật ra rất nhiều lúc giống như một cỗ máy tu luyện, ngoài đại đạo thì vẫn là đại đạo. Giống như thiếu niên đau khổ nhìn thấy trước đó, ta có thể hiểu được nỗi đau của cậu ấy, nhưng ta không thể cảm nhận được tâm trạng ấy, bởi vì trong mắt ta, họ không phải người tu luyện thì cuối cùng đều sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Diệp Quân đột nhiên nói, cô có người hay việc mình quan tâm không? Kỳ chủ lắc đầu, không có ai cần quan tâm, nhưng có chuyện cần quan tâm, chẳng hạn như ta muốn đột phá giới hạn hiện tại, đến với cấp độ cao hơn. Diệp Quân hỏi, sau đó thì sao? Kỳ chủ cười duyên dáng, sau đó lại đột phá tiếp. Diệp Quân cười, thật ra cũng không có gì không tốt cả. Kỳ chủ cười nhẹ,
cô ta thuận thế nằm xuống luôn, đường cong bốc lửa lập tức lộ ra. Cô ta gối tay sau đầu, nhìn sao trên trời nhẹ nhàng nói, đối với ta, sống và đại đạo là quan trọng nhất, ngoài ra những thứ khác đều không quan trọng. Diệp Quân nhìn kỳ chủ, không nói gì. Kỳ chủ đột nhiên cười hỏi, có phải ta rất ích kỷ không? Diệp Quân cười, mỗi người đều có lựa chọn của mình, ta không có quyền phán xét lựa chọn của người khác. Kỳ chủ nhìn Diệp Quân một lúc rồi cười bảo, nghỉ ngơi một lúc đi, sáng mai chúng ta đến nơi đa nguyên đạo đế từng ở xem sao. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, cô biết nơi ở của ông ta à? Kỳ chủ đang định lên tiếng thì Diệp Quân lại nói, ta nên đoán được từ sớm rằng với thực lực của cô, nếu cô không muốn vào thì cánh cửa đá đó không thể nào cưỡng ép cô vào được, cô cố ý vào mới đúng. Kỳ chủ mỉm cười, ta cố ý vào đấy, nhưng ta vẫn đánh giá thấp vị đa nguyên đạo đế này, không ngờ cấm chế ông ta để lại mạnh đến vậy. Diệp Quân gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn cũng nằm xuống, hai tay gối đầu, từ từ nhắm mắt lại. Cả hai im lặng suốt đêm. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, hai người đã lên đường. Đương nhiên người dẫn đường là kỳ chủ, ước chừng một canh giờ sau, hai người đi vào một dãy núi rộng mênh mông, đường núi không dễ đi, bây giờ cả hai người lại đều đang bị phong cấm tu vi, bởi vậy vô cùng khó khăn. Hai canh giờ sau, hai người mới ra khỏi dãy núi này, tới một sa mạc, nhìn thấy cát trải dài vô tận, Diệp Quân hơi đau đầu. Kỳ chủ lau mồ hôi trên trán, khẽ nói, thật nhớ lúc có thể bay được. Diệp Quân cười, đi thôi. Hai người tiếp tục đi. Khi đến giữa sa mạc, kỳ chủ đã rất chật vật, Diệp Quân thì vẫn ổn, bởi tuy tu vi của hắn bị phong ấn, nhưng dù sao cơ thể cũng được tạo thành từ kiếm ý nên thể lực của hắn tốt hơn kỳ chủ rất nhiều. Nhìn kỳ chủ yếu ớt, Diệp Quân do dự một chút rồi bảo, kỳ cô nương, nếu cô không để ý. Kỳ chủ lập tức nói, ta không để ý. Diệp Quân. Cứ như vậy, Diệp Quân cõng cô ta đi tiếp về phía trước. Kỳ chủ nằm trên lưng Diệp Quân mỉm cười bảo, ta đã không đi nổi từ lâu rồi. Diệp Quân nói, ta nhìn ra được. Kỳ chủ hỏi, vậy sao cậu không cõng ta sớm hơn? Mặt Diệp Quân đen xì, đây là vấn đề nam nữ mà. Kỳ chủ mỉm cười, đều là tu sĩ. Cơ thể chỉ là cái vỏ, có gì khác nhau đâu. Diệp Quân hỏi, thật sự không để ý chút nào à? Kỳ chủ gật đầu, không để ý. Diệp Quân hỏi, vậy có thể cho ta sờ được không? Kỳ chủ. Khoảng một canh giờ sau, cuối cùng Diệp Quân cũng nhìn thấy một tòa thành bỏ hoang trong sa mạc. Diệp Quân nhìn tòa thành bỏ hoang đó, hỏi nhỏ, là nơi đó à? Kỳ chủ đáp, ta không biết. Diệp Quân cau mày. Kỳ chủ bảo, năm xưa có rất ít ghi chép về đa nguyên đạo đế, ta chỉ biết ông ta đến từ một tông môn tên Hư Vô Tông, tông môn này cách thành đa nguyên mấy trăm dặm về phía bên phải, còn có phải thật không thì ta cũng không biết. Diệp Quân gật đầu, qua đó xem sao đi. Nói rồi hắn cõng kỳ chủ tiếp tục đi về phía trước. Đúng lúc này, dị biến xuất hiện, trong bãi cát trước mặt hắn đột nhiên lao ra một con mãng xà màu đỏ như máu. Sắc mặt Diệp Quân thay đổi, hắn dùng tay phải tung một quyền về phía nó. Bùm! Trúng quyền này, con mãng xà đã bị hất văng, nhưng hắn và kỳ chủ cũng bay ra ngoài, hai người lăn mấy vòng trên mặt đất. Diệp Quân nhanh chóng đứng lên, lúc này cát xung quanh đột nhiên chuyển động, kéo đến dày đặc. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, hắn nhìn kỳ chủ bên cạnh thấy sắc mặt cô ta hơi tái. Diệp Quân hỏi cô ta, cô sợ rắn à? Kỳ chủ nhanh chóng nghiêm mặt bảo, làm gì có chuyện đó? Ta là chủ của nền văn minh vũ trụ cấp 6, sao có thể sợ, sợ? Mặt Diệp Quân đen kịt, cô nói cho đàng hoàng, đừng có ôm ta sờ lung tung, mẹ kiếp, nơi đó không được. Kỳ chủ, Diệp Quân đã nhìn ra được cô gái này thật sự sợ rắn. Lúc này, sắc mặt kỳ chủ tái nhợt, hai tay ôm chặt cánh tay hắn. Giọng nói hơi run. Thấy cô ta như vậy Diệp Quân chợt thấy buồn cười, cô gái này là chủ của nền văn minh vũ trụ cấp 6, thế mà lại sợ rắn. Nhìn thấy rắn bò lồm ngồm xung quanh, nụ cười của Diệp Quân dần biến mất, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị. Nếu là trước đây, hắn chỉ cần phất tay thôi, đừng nói là đám rắn này,
ngay cả vùng sa mạc này cũng sẽ bị thổi bay luôn, nhưng bây giờ, hắn không thể dùng được sức mạnh. Hắn không muốn dùng kiếm thanh huyên, bởi vì trực giác mách bảo hắn, nơi này không đơn giản, có thể có kẻ mạnh đang theo dõi từ trong bóng tối, không nên tùy tiện để lộ thần vật như kiếm thanh huyên thì hơn. Bỏ chạy. Diệp Quân không chút do dự, cõng kỳ chủ lên quay lưng chạy đi. Mà khi chạy, hắn phát hiện sa mạc xung quanh cũng bắt đầu chuyển động, xung quanh không ngừng phát ra tiếng khè khè. Đám rắn đông nghịt đuổi theo hắn và kỳ chủ như điên. Nhìn thấy cảnh này, da đầu Diệp Quân cũng hơi tê dại. Còn Diệp Quân thì hai tay ôm chặt cổ hắn, vùi đầu vào sau gáy hắn, không dám nhìn xung quanh. Diệp Quân cũng không nhìn xung quanh, hắn chỉ nhìn thẳng đại điện phía cuối tầm mắt, đại điện đó chỉ còn cách hắn hơn 10 dặm. Diệp Quân thầm nói trong lòng, tháp ra, có cách nào không? Tiểu tháp đáp, không có. Mặt Diệp Quân đen lại, ta có thể chết, nhưng không thể chết ở đây được. Chết ở đây thì chiến công hiển hách cả đời của ta và ngươi đều sẽ bị hủy hoại đấy. Tiểu tháp nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, đúng là không thể chết ở đây được, hay là, gọi người đi. Mặt Diệp Quân càng đen hơn, ngươi chắc chắn gọi người vào lúc này chứ. Nếu để cô tới đây nhìn thấy đám này, ta thà chết còn hơn. Ồ, phải đưa chủ nhân bút đại đạo đi. Chủ nhân bút đại đạo. Tiểu tháp hơi tò mò, sao ngươi lại có thù địch với chủ nhân bút đại đạo đến vậy? Diệp Quân bình tĩnh nói, trực giác nói cho ta biết tên này có âm mưu rất lớn, chỉ là ông ta che giấu quá tốt nên nếu một ngày nào đó phải chết, ta nhất định phải đưa ông ta đi cùng. Tiểu tháp trầm ngâm một lát rồi bảo, ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy ông ta không phải người tốt. Diệp Quân nhìn xung quanh rồi bảo, tháp ra, chúng ta đừng nói đến tên đó nữa. Ngươi có cách nào giúp ta thoát khỏi khó khăn không? Tiểu tháp nói ngay, trốn. Diệp Quân nhìn quanh, xung quanh càng lúc càng nhiều rắn, cấp bậc của đám rắn này không cao, nhưng hắn biết rõ bây giờ mình và kỳ chủ đều không thể ngăn được nhiều rắn thế này. Đúng là rồng rơi vào chỗ nước cạn bị tôm đùa giỡn. Diệp Quân rất uất ức, nhưng chân lại chạy càng lúc càng nhanh. Tiểu tháp đột nhiên nói, hay là ngươi nhỏ chút máu ra đi. Diệp Quân hơi khó hiểu, như thế nào? Tiểu tháp nói, máu của ngươi có chứa ba loại sức mạnh huyết mạch, chắc chắn có thể khiến đám yêu thú cấp thấp này sợ. Diệp Quân nghĩ thấy có lý, lập tức cắn rách đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu ra, đám rắn xung quanh lập tức dừng lại tại chỗ. Thấy điều này, Diệp Quân vui mừng khôn xiết. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy mắt đám rắn phát ra ánh sáng đỏ như máu, chúng như thể được tiêm máu gà, điên cuồng lao về phía hắn. Tốc độ còn nhanh hơn. Không chỉ vậy, cách đó nghìn trượng về bên phải, dưới lòng đất sa mạc đột nhiên vang lên tiếng gầm rú giận dữ đáng sợ, sau đó một sinh vật khổng sợ trồi lên lăn thẳng về phía hắn. Diệp Quân thấy cảnh này thì tê dại. Kỳ chủ chợt nhéo tai hắn, mau chạy đi. Diệp Quân hoàn hồn, nhanh chóng co giò bỏ chạy. Diệp Quân vừa chạy vừa run rẩy hỏi, tháp ra, thế này là thế nào? Sao chúng còn hưng phấn hơn thế? Tiểu tháp im lặng một lát rồi bảo, có lẽ là chúng chưa trải sự đời, không biết huyết mạch của ngươi lợi hại thế nào. Mặt Diệp Quân lập tức đen như than. Ý tưởng tôi. Tháp gia này chỉ toàn đưa ra chủ ý tôi. Xung quanh, đám rắn ngửi thấy mùi máu của Diệp Quân xong thì như phát điên, liều mạng đuổi theo hắn. Lúc này, cả sa mạc đã sôi trào. Diệp Quân cõng kỳ chủ chạy thật nhanh về phía xa. Hắn biết nếu không chạy khỏi sa mạc này thì hôm nay hắn sẽ đi đời nhà ma. Chết không đáng sợ, đáng sợ là chết theo cách này. Rất nhanh, hắn đã ngày càng tới gần đại điện kia, nhưng vào lúc này, sa mạc trước mặt hắn đột nhiên sục sôi. Thấy cảnh này, con người Diệp Quân co rụt lại, giây tiếp theo, một con mãng xà khổng lồ màu đỏ máu đột nhiên lao ra từ lòng đất, sau đó nó há cái miệng thật to muốn cắn hắn, định ăn tươi nuốt sống hắn và kỳ chủ. Vẻ mặt Diệp Quân trở nên tàn nhẫn, hắn dậm chân phải xuống đất, mượn lực nhảy về phía trước, lao thẳng vào thân con mãng xà khổng lồ. Cả người cả rắn cùng bay ra ngoài. Sau khi Diệp Quân đáp đất, phía sau lập tức có mấy trăm con rắn nhào về phía hắn. Diệp Quân nhảy về phía trước, chạy ra ngoài, hắn điên cuồng chạy về phía đại điện trước mặt, lúc này hắn chỉ còn cách đại điện chưa đến một dặm.
gần trong gang tấc. Con huyết mãng bị Diệp Quân đánh bay trước đó bỗng thẳng người dậy, đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm Diệp Quân đang chạy về phía đại điện, cái miệng khổng lồ há ra thẻ lưỡi, giây tiếp theo nó nhảy lên, nhắm thẳng về phía Diệp Quân. Giờ phút này Diệp Quân cũng không dám quay đầu, bởi vì sau lưng hắn toàn là những tiếng khè khè, âm thanh đó thật sự khiến người ta tê dại ra đầu. Mà khi hắn chỉ còn cách đại điện nửa dặm thì bãi cát trước mặt lại đột nhiên xuất hiện thêm mấy con mãng xà khổng lồ dài vài chục trượng, thân chúng còn to hơn cả thùng nước. Một con mãng xà khổng lồ trong số đó bỗng quấy đuôi, cát bụi bay lên đầy trời, trong phút chốc, Diệp Quân bị hất văng ra mấy chục trượng. Mà đám rắn xung quanh lại bao vây ngay lập tức. Thấy bầy rắn chuẩn bị vây công, Diệp Quân quả quyết thả kỳ chủ trên lưng xuống, kỳ chủ nhìn chằm chằm hắn, cậu định hy sinh ta à? Ngay từ đầu, cô ta đã có ý tưởng này. Chỉ cần hy sinh một người là sẽ thu hút được nhiều rắn hơn, người còn lại sẽ có cơ hội chạy thoát. Diệp Quân không trả lời, hắn cắn rách ngón tay mình, sau đó tay trái bỗng ôm lấy eo kỳ chủ, giây tiếp theo, không đợi kỳ chủ phản ứng lại, Diệp Quân đã ném mạnh cô ta về phía đại điện cách đó không xa. Bầy rắn đang định lao về phía kỳ chủ nhưng lúc này Diệp Quân lại giơ cao ngón tay không ngừng chảy máu kia lên. Giây phút này, ánh mắt của tất cả bầy rắn đều đổ dồn vào hắn. Chúng nhanh chằm chằm ngón tay máu của Diệp Quân, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân run lên vì phấn khích. Diệp Quân đột nhiên quay người chạy về hướng khác, trong nháy mắt, bầy rắn lại điên cuồng đuổi theo hắn. Ở nơi khác, kỳ chủ rơi trong đống cát nhìn thấy cảnh này thì sững sờ. Xa xa, Diệp Quân điên cuồng bỏ chạy, mà phía sau lưng, hắn không chú ý thấy là bầy rắn đang liếm máu của hắn nhỏ xuống trên cát, sau khi liếm phải máu, chúng lập tức nổ banh xác. Máu của hắn không phải thứ mà yêu thú cấp bậc như chúng có thể hấp thu được. Nhưng bầy rắn vẫn lao về phía hắn như điên. Dù sao bây giờ hắn cũng không như trước, vì thế chạy mãi rồi cũng hơi mệt, đám rắn phía sau ngày càng gần. Đúng lúc này, một con quái vật khổng lồ đột nhiên lao ra từ bãi cát trước mặt hắn không xa. Đó là một con huyết mãng to bằng mấy thùng nước, khoảnh khắc nó vào tới, một luồng sức mạnh cường đại cuốn Diệp Quân bay đi. Diệp Quân ngã trên đất rồi cố gắng bỏ dậy, mà lúc này, một chiếc đuôi rắn khổng lồ đập mạnh từ đỉnh đầu hắn xuống. Diệp Quân nhanh tay lẹ mắt, nhảy sang bên cạnh, né được đòn trong gang tấc này, nơi hắn vừa đứng đã bị đuôi rắn tạo thành một hố cái khổng lồ, cát bụi bay lên cao hàng chục trượng. Thấy cảnh này, mí mắt Diệp Quân giật giật. Đây hẳn là xà vương, nhưng trong mắt hắn lại hiện ra vẻ hưng phấn. Hắn vẫn luôn chờ xà vương xuất hiện. Thấy xà vương định lao về phía mình lần nữa, hắn đột nhiên búng tay, máu trên ngón tay hắn lập tức bay về phía xà vương. Xà vương nhìn thấy máu của Diệp Quân bay tới, hai mắt như phun ra lửa, nó há to miệng để những giọt máu ấy bay vào. Mà giây tiếp theo, con người nó co rụt lại, cơ thể run rẩy dữ dội, sau đó nổ tung. Bắn ra vô số mảnh thịt cùng máu tươi. Nhìn thấy cảnh này, những con rắn xung quanh đều sững sờ. Xà vương cứ thế chết à? Diệp Quân thì nhân cơ hội này quay người chạy về phía đại điện, khi bầy rắn hoàn hồn thì hắn đã chạy tới trước đại điện, mà bầy rắn thì như sợ hãi điều gì, không dám tới gần đại điện ấy, chỉ có thể nhìn từ sa mạc phía xa. Diệp Quân nằm trước cửa đại điện thở hổn hển. Mẹ kiếp! Lần này nếu thật sự chết ở đây thì quá mất mặt. May mà đám rắn đó cấp bậc quá thấp, không thể chịu được sức mạnh huyết mạch của hắn. Đúng lúc này, kỳ chủ đi tới bên cạnh Diệp Quân, cô ta ngồi xổm xuống, nhìn Diệp Quân cười khẽ hỏi, không sao chứ? Diệp Quân nhìn cô ta, bình tĩnh đáp, không sao. Kỳ chủ nghiêm túc nói, xin lỗi đã hiểu lầm cậu. Diệp Quân lắc đầu, không có gì. Kỳ chủ chớp mắt, thật sự không giận à? Diệp Quân cười, có gì mà phải tức giận, ta cứu cô chỉ đơn giản là ta nghĩ có thể sống được ai thì tốt được người đó, chỉ vậy thôi. Hơn nữa đúng là ta đã từng có suy nghĩ hy sinh cô, tiếc là máu của cô không thu hút được chúng, nếu không ta đã ném cô ra rồi. Nói rồi hắn chậm chậm nhắm mắt lại. Bây giờ hắn chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Kỳ chủ nhìn Diệp Quân đang nằm trước mặt. Một lúc sau cô ta nở nụ cười khẽ, dù thế nào thì cũng cảm ơn cậu. Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra, hắn nhìn ra ngoài, một giây sau, vẻ mặt hắn và kỳ chủ đều trầm xuống,
bởi vì họ phát hiện bầy rắn đó đang lùi về phía sau từng chút một, dường như cảm nhận được điều gì đó. Diệp Quân và kỳ chủ nhìn nhau, hai người cùng quay đầu lại, cách đó không xa, cánh cửa đóng chặt, không có động tĩnh. Diệp Quân nhíu mày thật chặt. Không lâu sau, bầy rắn đã biến mất vào sa mạc. Kỳ chủ đứng dậy từ từ đi tới trước cửa đá, cô ta quan sát những phù văn trên cánh cửa, nhìn kỹ mới phát hiện dưới phù văn có chữ. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt kỳ chủ hiện lên vẻ ngạc nhiên. Diệp Quân cũng đi tới, cô có biết những chữ này không? Kỳ chủ không giấu giếm, gật đầu, những chữ này là ngôn ngữ đa nguyên ngày xưa. Diệp Quân tò mò hỏi, trên đó ghi gì vậy? Kỳ chủ đáp, một phương pháp tu hành thời cổ, liên quan đến thời gian. Nói rồi cô ta hơi hưng phấn bảo, quả nhiên nơi này có liên quan đến đa nguyên đạo đế. Diệp Quân quan sát cánh cửa đá rồi hỏi, vào bằng cách nào? Kỳ chủ quay đầu nhìn Diệp Quân, cười hỏi, cậu không có hứng thú với phương pháp tu luyện thời gian này à? Diệp Quân lắc đầu, không. Kỳ chủ hơi ngạc nhiên, vì sao? Đây là phương pháp tu hành thời gian cổ đấy, có thể vào được dòng thời gian của vũ trụ khác, nếu cậu tu luyện thành công thì sau này muốn hủy diệt một nền văn minh vũ trụ sẽ rất dễ dàng. Diệp Quân lắc đầu cười, bây giờ ta chỉ muốn tu luyện tốt kiếm đạo thôi. Kỳ chủ nghĩ một lúc rồi gật đầu, cũng đúng, ăn nhiều nuốt không trôi, lựa chọn của cậu là đúng. Diệp Quân nhìn cánh cửa đá, chúng ta phải vào bằng cách nào? Kỳ chủ đi tới trước cửa đá, đặt tay phải lên cửa, còn chưa dùng lực, cửa đá đã tự động chậm rãi mở về hai phía. Diệp Quân nhìn kỳ chủ, không nói gì. Kỳ chủ cười bảo, chúng ta vào đi. Diệp Quân gật đầu. Hai người đi vào cửa đá, vừa đi vào, cánh cửa đã đóng lại ngay. Diệp Quân cau mày, hắn quay lại nhìn kỳ chủ, vẻ mặt cô ta vẫn bình tĩnh như thường. Kỳ chủ mỉm cười, nếu đã tới rồi thì cứ yên tâm vào đi. Diệp Quân gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên, cuối tầm mắt là một ngọn núi cao, trên ngọn núi cao ấy có từng tòa đại điện cổ kính cao vút. Kỳ chủ đột nhiên bảo, hư vô tông, tông môn trước đây của đa nguyên đạo đế. Diệp Quân nhìn xung quanh rồi bảo, đa nguyên đạo đế còn sống không? Kỳ chủ lắc đầu, không rõ nữa, có rất ít ghi chép về ông ta, chỉ biết là năm xưa sau khi ông ta hợp nhất tất cả các dòng thời gian xong thì hoàn toàn biến mất. Mấy năm nay, ba nền văn minh chúng ta vẫn luôn đi tìm những di tích bí cảnh ông ta để lại, ngoài việc muốn kế thừa thì cũng muốn xem ông ta còn sống hay đã chết nữa. Nói đến đây, cô ta nhìn Diệp Quân, mỉm cười bảo, đi thôi. Diệp Quân gật đầu. Hai người đi về phía đỉnh núi, lúc này cả di tích bí cảnh đều cực kỳ yên tĩnh, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Diệp Quân nhìn xung quanh, vô cùng cảnh giác, nơi này yên tĩnh lạ thường, hắn phải cẩn thận hơn. Một lúc sau, hai người đi tới cửa núi, nơi này vô cùng hùng vĩ, cao gần trăm trượng, cách đó không xa có hai cột đá giống như trụ trời, tràn đầy uy áp. Diệp Quân đang định đi về phía cửa núi, nhưng lúc này kỳ chủ đột nhiên kéo hắn lại. Diệp Quân nhìn kỳ chủ, cô ta đang nhìn chăm chú về phía cửa núi không xa, cậu nhìn cột đá kia đi. Diệp Quân quay đầu nhìn cột đá ấy, chỉ thấy trên hai cột đá đó đều vẽ một con yêu thú đầu rồng thân người, mặt mày dữ tợn, muốn chọn người để ăn tươi nuốt sống. Vẻ mặt kỳ chủ hơi nặng nề, thú đầu rồng do đa nguyên đạo đế nuôi năm xưa, sau này trở thành thần thú hộ tông của hư vô tông. Diệp Quân hỏi, có còn sống không? Kỳ chủ gật đầu, còn sống. Nói rồi cô ta nhìn Diệp Quân. Diệp Quân xòe hai tay ra, bất đắc dĩ nói, cô nghĩ rằng hiện giờ ta có thể đánh bại bọn chúng được không? Kỳ chủ nhoẻn miệng cười, yên tâm, bây giờ chúng đang trong trạng thái ngủ say. Ta muốn nói rằng sở dĩ đám rắn ấy rút lui có lẽ là do đến gần khu vực này thì cảm nhận được hơi thở của hai yêu thú này. Diệp Quân nhìn hai con yêu thú đó, khi còn sống chúng ở cảnh giới gì? Kỳ chủ đáp, thấp nhất là vĩnh bất hủ. Khóe miệng Diệp Quân giật giật. Kỳ chủ cười, đi thôi. Nói rồi, hai người đi về phía cửa núi. Diệp Quân đi theo kỳ chủ vào cửa núi, sau khi đi qua một con đường nhỏ đá xanh, hai người tới trước một tòa đại điện cổ kính ghi rõ dấu vết của năm tháng. Kỳ chủ nhìn lên phía trên đại điện. Trên tấm biển có khắc ba chữ lớn.
Kỳ chủ đi về phía đại điện rất trống trải, trước mặt cách hai người không xa có một tấm đệm cói ở đó. Một ông lão mặc áo màu xanh đang ngồi xếp bằng trên đệm cói, râu tóc bạc phơ, tay cầm một cây phất trần. Diệp Quân hỏi, đây là Đa Nguyên Đạo Đế à? Kỳ chủ lắc đầu, không phải. Diệp Quân hơi thắc mắc, đang định hỏi tiếp thì lúc này, ông lão đang ngồi xếp bằng ấy đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Diệp Quân lập tức cảnh giác. Ông lão chậm chậm mở mắt ra, hai mắt hơi mơ màng nhưng dần trở nên rõ hơn. Một lát sau, ông ta nhìn Diệp Quân và kỳ chủ, khẽ nói cuối cùng cũng có người tới. Kỳ chủ mỉm cười hỏi, ông là ai? Ông lão đáp, Hư Trần, tông chủ đời thứ 6 của Hư Vô Tông. Kỳ chủ cười hỏi, ông cố ý ở lại đây chờ người à? Hư Trần gật đầu. Kỳ chủ nhìn xung quanh rồi bảo, hiện giờ Hư Vô Tông chỉ còn một mình ông thôi à? Hư Trần khẽ đáp, ta cũng chỉ là hư hồn thôi. Kỳ chủ hơi nhíu mày, khi xưa Hư Vô Tông có Đa Nguyên Đạo Đế bảo vệ, theo lý mà nói, không ai có thể diệt được các ông mới phải chứ? Hư Trần đột nhiên bật cười, nụ cười có phần tự giễu. Kỳ chủ nhìn ông ta, không nói gì. Hư Trần cười một lúc rồi khẽ lắc đầu. Diệp Quân bỗng trầm giọng bảo, ông đừng nói là Hư Vô Tông của ông do Đa Nguyên Đạo Đế hủy diệt đấy nhé. Hư Trần nhìn Diệp Quân, hơi ngạc nhiên. Nhìn thấy vẻ mặt này của đối phương, sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại, không phải là thật đấy chứ. Kỳ chủ cũng hơi tò mò nhìn Hư Trần. Hư Trần nhẹ giọng đáp, tất cả chúng ta đều bị ông ta lừa. Diệp Quân và kỳ chủ đều hơi khó hiểu. Hư Trần ngẩng đầu nhìn ra ngoài đại điện, lặng lẽ nói, năm xưa vũ trụ đa nguyên có rất nhiều dòng thời gian, khi đó có người sáng tạo ra một công pháp tu hành đặc biệt, có thể phá vỡ quy tắc lúc bấy giờ, cưỡng ép tiến vào dòng thời gian của vũ trụ khác, trở về quá khứ hàng duy diệt sát. Các ngươi có biết người sáng tạo ra công pháp tu hành thời gian này là ai không? Diệp Quân trầm giọng bảo, ông đừng bảo là Đa Nguyên Đạo Đế đấy nhé. Hư Trần nhìn Diệp Quân, chính là ông ta. Diệp Quân hơi nhíu mày, ông ta sáng tạo ra công pháp này khiến vũ trụ hỗn loạn, cuối cùng ông ta lại tự hợp nhất dòng thời gian của vũ trụ. Tự biên tự diễn à? Hư Trần gật đầu, phải. Kỳ chủ nghe vậy cũng cau chặt mày, ông ta làm vậy có mục đích gì? Hư Trần đang định lên tiếng, nhưng lúc này... Dường như cảm nhận được điều gì, con người ông ta đột nhiên co rụt lại. Diệp Quân và kỳ chủ đồng thời nhíu mày. Hai người chậm rãi xoay người nhìn ra ngoài đại điện, ở đó có tiếng bước chân vọng lại, cùng lúc đó, có tiếng cười vang lên ngoài đại điện, hoan nghênh hai vị đến với đa nguyên giới. Theo tiếng nói vang lên, một người đàn ông trung niên từ tốn bước ra. Ông ta mặc áo bào trắng sạch sẽ, tóc dài xõa ngang vai. Trên mặt mang theo nụ cười nhạt, mà trong mắt ông ta lộ rõ trí tuệ và sự kiên trì. Nét mặt Diệp Quân tối sầm lại. Đa Nguyên Đạo Đế. Khi nhìn thấy Đa Nguyên Đạo Đế, sắc mặt Hư Trần cách đó không xa lập tức trở nên xám xịt như cho tàn. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn kỳ chủ, cười bảo, hoan nghênh kỳ chủ. Kỳ chủ nhìn chằm chằm Đa Nguyên Đạo Đế, vẻ mặt cũng vô cùng nặng nề, Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế mỉm cười, sau đó nhìn Diệp Quân, cười bảo, ba loại huyết mạch đặc biệt, thú vị đấy. Diệp Quân không nói gì, nhưng lòng thầm cảnh giác. Đa Nguyên Đạo Đế bỗng nhìn về phía Hư Trần, cười nói, Hư Trần, ngươi tiếp tục nói chuyện với họ đi, không sao cả. Hư Trần nhìn chằm chằm Đa Nguyên Đạo Đế, không lên tiếng. Đa Nguyên Đạo Đế vẫn cười, nói đi. Hư Trần nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, sở dĩ ban đầu ông ta khiến dòng thời gian của tất cả các vũ trụ hỗn loạn, sau đó lại hợp nhất dòng thời gian của tất cả các vũ trụ là muốn luyện chế cả vũ trụ đa nguyên thành một chiếc cỗ máy thời gian. Năm xưa Hư Vô Tông ta vì biết được bí mật này của ông ta, không tán thành với việc làm này nên đã bị ông ta hủy diệt. Luyện chế vũ trụ đa nguyên thành pháp khí thời gian. Diệp Quân nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, hơi kinh ngạc. Đa Nguyên Đạo Đế bỗng bật cười. Hư Trần, người nói sai một chuyện rồi. Không phải chỉ có vũ trụ đa nguyên, mà là tất cả nền văn minh vũ trụ đã biết. Hư Trần nhìn chằm chằm Đa Nguyên Đạo Đế, người sẽ bị trời phạt. Đa Nguyên Đạo Đế lắc đầu, ta đã từng hủy diệt hàng trăm nghìn thiên đạo rồi, nếu không thì cũng 80.000. Nói xong ông ta phất nhẹ tay, Hư Trần lập tức hóa thành tro tàn.
Đa Nguyên Đạo Đế quay đầu nhìn kỳ chủ, cười bảo, kỳ chủ, thực lực của cô không tệ, nếu cô đồng ý đi theo ta thì cô có thể sống, không chỉ vậy, sau này ta còn có thể dẫn các cô đi xem thế giới vũ trụ rộng lớn hơn. Kỳ chủ còn chưa lên tiếng, ông ta đã lại nói tiếp, ta chỉ nói một lần thôi, cô cũng chỉ có một cơ hội. Kỳ chủ bỗng nhìn Diệp Quân, thế hắn thì sao? Đa Nguyên Đạo Đế quay đầu nhìn Diệp Quân, cười bảo, thật ra ta cũng hơi bất ngờ, bởi vì tên này không chỉ có ba loại sức mạnh huyết mạch đặc biệt mà còn có nhân quả chưa biết nữa. Có người đang hộ đạo cho hắn, thực lực của người hộ đạo này rất mạnh, tuy hắn rất yếu, nhưng nếu hắn đồng ý phục tùng thì ta cũng có thể cho hắn cơ hội này. Kỳ chủ nhìn Diệp Quân, cậu thấy thế nào? Diệp Quân nhìn Đa Nguyên Đạo Đế rồi nói, ta có thể suy nghĩ. Đa Nguyên Đạo Đế bật cười, kế hoãn binh à, chàng trai trẻ, cậu điềm tĩnh như thế, ta biết là cậu không có gì phải lo lắng, tiếc là cậu đã đánh giá thấp thực lực của ta rồi, ta đã không còn ở trong bất kỳ đạo nào nữa, chẳng có nhân quả nào, kể cả nhân quả thời gian có thể trói buộc được ta nữa. Nói rồi ông ta bất chợt phất nhẹ tay. Chỉ một cái phất tay thôi con ngươi Diệp Quân đã co rút lại, khoảnh khắc này hắn cảm thấy mình như đang biến mất khỏi thế giới. Mà chính lúc này, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Người phụ nữ xuất hiện trước mặt Diệp Quân chính là kỳ chủ. Kỳ chủ đứng chắn trước mặt Diệp Quân, hai tay cô ta nắm chặt, một luồng khí tức đáng sợ bộc phát ra từ cơ thể, mà lúc này cũng có một kim quang ấn đột nhiên xuất hiện giữa đầu mày của cô ta, muốn áp chế cô ta. Trong mắt kỳ chủ lóe lên vẻ tàn ác, phá. Bùm! Kim quang ấn bị cô ta đẩy ra khỏi đầu mày, nhưng từ miệng cô ta lại rỉ ra máu tươi, cô ta không ra tay mà nắm lấy vai Diệp Quân rồi biến mất tại chỗ. Trong điện, Đa Nguyên Đạo Đế cười nhẹ, phất tay. Trong một vùng tinh không, kỳ chủ đang kéo Diệp Quân chạy điên cuồng dường như cảm nhận được điều gì đó, cô ta đột nhiên quay người lại, đưa tay phải về phía trước rồi ấn mạnh xuống. Bùm! Bàn tay hạ xuống nơi nào, thời không nơi đó liền sôi trào, sau đó bị hủy diệt, trở thành vực sâu thời không đen kịt. Mà cùng lúc đó, cô ta và Diệp Quân cũng bay ngược ra ngoài. Trong đại điện, Đa Nguyên Đạo Đế nhìn nơi sâu trong tinh không nở nụ cười, không tiếp tục tấn công nữa. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc thần bào xuất hiện bên cạnh ông ta, nhìn về nơi sâu tinh không ấy, Đạo Đế, không giết cô ta luôn ạ. Đa Nguyên Đạo Đế cười, để cô ta có thời gian hối hận cũng được. Người đàn ông trung niên không nói gì thêm. Đa Nguyên Đạo Đế lại nói, bảo tộc Vĩnh Hằng của ngươi chuẩn bị đi. Người đàn ông trung niên trước mắt chính là tộc trưởng Vĩnh Hằng Võ của tộc Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng Võ trầm giọng bảo, phản Diêm La Thiên Tử kia. Đa Nguyên Đạo Đế cười, phục tùng không phải một sự sỉ nhục, mà là phúc bọn họ tu hàng trăm đời cũng không có. Đương nhiên. Nếu bọn họ không hiểu điều này, thì rất dễ dàng, hủy diệt luôn đi. Nói xong, ông ta quay người đưa Vĩnh Hằng Võ ra ngoài. Trên tấm bia đá kia có một thanh kiếm đang lơ lửng ở đó. Kiếm hành đạo. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn kiếm hành đạo, cười bảo, thanh kiếm này là kiếm của người hộ đạo phía sau thanh niên kia, thật thú vị, còn cảnh cáo ta nữa cơ. Vĩnh Hằng Võ hơi nheo mắt, sát khí dâng lên. Ông ta đưa tay phải ra hướng về phía kiếm hành đạo, định thông qua việc chém kiếm cách không trung để chém bản thể của chủ kiếm. Nhưng bị Đa Nguyên Đạo Đế ngăn lại. Vĩnh Hằng Võ nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, hơi khó hiểu, Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế quan sát kiếm hành đạo đó, cười nói, chủ nhân thanh kiếm này thú vị đấy, cũng không ở trong đạo, chỉ là không biết cô ta đã phá được mấy tầng đạo rồi, khi nào ta sẽ đích thân đi gặp cô ta. Vĩnh Hằng Võ do dự một chút, tuy muốn ra tay nhưng không dám làm trái ý của người trước mặt, ông ta bèn kìm sát ý lại, lạnh lùng nhìn kiếm hành đạo tạm tha cho cô ta một mạng. Đa Nguyên Đạo Đế cười bảo, đi thôi. Nói rồi hai người biến mất. Ở một nơi khác. Trong tinh không, Diệp Quân và kỳ chủ dừng lại, vừa dừng lại, miệng kỳ chủ lại trào miệng. Vẻ mặt kỳ chủ nặng nề, mạnh thật. Diệp Quân vội hỏi. Không sao chứ. Kỳ chủ lắc đầu, lau vết máu bên miệng rồi quay đầu nhìn lại, khẽ nói, sợ rằng vũ trụ đa nguyên này sắp có sự thay đổi rồi. Đi thôi. Nói rồi cô ta đưa Diệp Quân biến mất khỏi chỗ này. Kỳ chủ đưa Diệp Quân về thẳng nền văn minh vệ giả, trong một khoảng tinh không,
cô ta ngồi xếp bằng, sức mạnh sao trời và sức mạnh phệ giả từ bốn phía đang không ngừng hút vào người cô ta. Mà đối diện cô ta chính là Diệp Quân. Thật lâu sau, kỳ chủ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt cô ta có ánh sao lấp lánh, lúc này thương thế của cô ta đã gần như bình phục. Kỳ chủ nhìn Diệp Quân, cậu nghĩ sao? Diệp Quân hỏi ngược lại, cô nghĩ thế nào? Kỳ chủ cười đáp, ta không thích phục tùng người khác. Diệp Quân gật đầu, ta cũng thế, hơn nữa ông ta không chỉ muốn hủy diệt vũ trụ đa nguyên, mà là cả vũ trụ. Cả vũ trụ. Đương nhiên hắn không cho phép điều này xảy ra. Phải nói rằng hắn thật sự hơi bất lực, cứ tưởng sau khi nền văn minh vệ giả giải quyết rắc rối xong, hắn có thể phát huy nâng cao thực lực, nào ngờ bây giờ lại xuất hiện một đa nguyên đạo đế. Chết tiệt. Như Tháp Gia nói, tất cả đều là bẫy. Cuối cùng hắn cũng hiểu, muốn trưởng thành một cách thô bỉ chỉ có thể dành thời gian đi theo ông nội, nếu không hắn sẽ chẳng có thời gian để trưởng thành. Kỳ chủ khẽ nói, thật ra mấy năm nay ta vẫn luôn thắc mắc, tại sao năm xưa sau khi đa nguyên đạo đế hợp nhất dòng thời gian của toàn bộ vũ trụ xong thì hoàn toàn biến mất, không ngờ mục đích thật sự của ông ta là sau khi hợp nhất dòng thời gian của cả vũ trụ lại thì luyện chế cả vũ trụ thành cỗ máy thời gian. Diệp Quân hơi khó hiểu, vậy tại sao năm xưa ông ta không làm luôn? Kỳ chủ nhìn Diệp Quân, đây cũng là điều ta thắc mắc. Diệp Quân im lặng một lúc rồi bảo, hay là ông ta đang chờ đợi điều gì? Kỳ chủ hơi nheo mắt, có người này chắc chắn biết đôi điều, đi thôi. Nói rồi cô ta dẫn Diệp Quân biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, kỳ chủ và Diệp Quân đã tới trước một căn nhà trên cây, nhà cây được dựng trên một cái cây lớn. Kỳ chủ nhìn nhà cây đó, người này tên Tiên Tôn, đã từng là người của nền văn minh vệ giả ta, cô ấy vẫn luôn nghiên cứu về đa nguyên đạo đế và dòng thời gian của vũ trụ. Nói rồi cô ta đưa Diệp Quân tới dưới nhà cây, ngẩng đầu nhìn lên gọi Tiên Tôn. Sau một lúc im lặng, cửa của ngôi nhà trên cây đột nhiên mở ra. Kỳ chủ đưa Diệp Quân đi vào căn nhà trên cây, căn phòng giống như một hiệu sách, xung quanh có đầy các loại sách cổ. Bên cửa sổ có một cô gái đang ngồi, cô gái mặc váy dài màu đỏ sẫm, để tóc dài buông xõa, cô ta cầm một quyển sách cổ trên tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Kỳ chủ mỉm cười, đã lâu không gặp. Cô gái đặt quyển sách cổ trong tay xuống, quay đầu nhìn Diệp Quân và kỳ chủ, lúc này Diệp Quân cũng nhìn thấy khuôn mặt của cô gái, không thể nói là rất đẹp, nhưng cũng không xấu, ở mức trung bình, giữa hai hàng lông mày của cô ta có một phù ấn. Tiên Tôn nhìn Diệp Quân hỏi, đến đây ví đa nguyên đại đế à? Kỳ chủ gật đầu, phải. Tiên Tôn bình tĩnh nói, nền văn minh vĩnh hằng đã đầu hàng. Kỳ chủ hơi nhíu mày. Tiên Tôn nhìn kỳ chủ, thật ra ông ta xuất hiện cũng không phải điều xấu, chỉ ít là đối với cô. Kỳ chủ hỏi, là có ý gì? Tiên Tôn chỉ vào những quyển sách cổ xung quanh, ta đã nghiên cứu về ông ta mấy nghìn năm. Cô biết cuối cùng đưa ra được kết luận gì không? Kỳ chủ nhìn cô ta, không nói gì. Tiên Tôn nhìn kỳ chủ rồi bỗng trở nên hơi cuồng nhiệt, đa nguyên đạo đế là một kỳ tài tuyệt thế, ông ấy còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của chúng ta nhiều, nếu có thể đi theo ông ấy thì đó là phúc cả đời. Kỳ chủ trần trừ một lúc rồi bảo, có phải cô mất trí rồi không? Diệp Quân. Tiên Tôn nhìn kỳ chủ một lúc rồi lắc đầu, kỳ chủ, trong cuộc đời chúng ta, rất nhiều lúc sự lựa chọn quan trọng hơn cố gắng đấy. Kỳ chủ nói, ông ta đang định luyện chế tất cả những vũ trụ đã biết thành một cỗ máy thời gian. Tiên Tôn không để ý, thế thì sao? Kỳ chủ nhìn cô ta thật sâu, sau đó quay đầu nhìn Diệp Quân, đi thôi. Không cùng chí hướng thì không thể nói thêm được. Diệp Quân gật đầu. Hai người quay lưng rời đi. Tiên Tôn đột nhiên nói, đợi đã. Kỳ chủ và Diệp Quân dừng bước, bọn họ quay lại nhìn Tiên Tôn, ánh mắt Tiên Tôn nhìn vào Diệp Quân, ba loại huyết mạch đặc biệt, thật thú vị. Diệp Quân hỏi, có chuyện gì không? Tiên Tôn đột nhiên chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Diệp Quân, nhìn thẳng vào hắn, tại sao ta không thể nhìn rõ quỹ đạo vận mệnh của ngươi? Diệp Quân đang định lên tiếng thì Tiên Tôn đã bảo, phục tùng đa nguyên đạo đế sẽ là cơ hội thay đổi vận mệnh của ngươi. Diệp Quân lắc đầu, cũng không bằng phục tùng cha ta. Tiên Tôn khinh thường, cha ngươi cũng xứng so sánh với đa nguyên đạo đế à? Ngươi!
Diệp Quân giơ tay lên chém ra một kiếm. Tiên Tôn không cảnh giác, bất chợt bị Diệp Quân chém bay ra xa hàng mấy chục trượng, cả căn nhà trên cây cũng ngay lập tức biến thành tro bụi. Kỳ chủ! Diệp Quân ngẩng đầu nhìn Tiên Tôn phía xa, cô có thể sỉ nhục ta, nhưng không được sỉ nhục cha ta. Tiểu Tháp! Tiên Tôn lắc đầu, cười nhẹ, cô ta nhìn kỳ chủ, cô chắc chắn mình cũng như hắn, lựa chọn không phục tùng đa nguyên đạo đế. Kỳ chủ khẽ cười, ta chỉ cảm thấy sống thì phải có tôn nghiêm. Tiên Tôn nhìn hai người với ánh mắt thương hại, hai người sẽ không biết được mình đã mất đi thứ gì đâu. Diệp Quân không muốn nói nhảm cùng cô ta nữa, quay đầu nhìn kỳ chủ, đi thôi. Kỳ chủ nhìn Tiên Tôn rồi lắc đầu, sau đó dẫn Diệp Quân quay người rời đi. Tiên Tôn nhìn nơi hai người biến mất với ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Nền văn minh quy giả. Lúc này, tất cả cường giả hàng đầu của nền văn minh quy giả đều tập trung trong đại điện. Người lãnh đạo chính là Phản Diêm La Thiên Tử. Sắc mặt các cường giả đều vô cùng nặng nề, bởi vì chính giữa đại điện có một người đàn ông trung niên đang đứng. Đa Nguyên Đạo Đế. Dù là nền văn minh quy giả thì cũng không biết nhiều về Đa Nguyên Đạo Đế, người này cách thế hệ của họ đã quá xa xôi. Nhân vật trong truyền thuyết. Vẻ mặt Phản Diêm La Thiên Tử cũng cực kỳ nặng nề, ông ta cũng không ngờ Đa Nguyên Đạo Đế biến mất đã lâu lại đột nhiên xuất hiện. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn chằm chằm Phản Diêm La Thiên Tử, phục tùng, hoặc là chết. Rất trực tiếp. Phản Diêm La Thiên Tử cau mày. Những cường giả khác của nền văn minh quy giả cũng hơi tức giận. Đa Nguyên Đạo Đế phớt lờ những cường giả của nền văn minh quy giả xung quanh, cười bảo ta cho các ngươi một ngày suy nghĩ. Nói xong ông ta quay người rời đi. Ông ta không khuyên, bởi vì ông ta thấy những người này quy phục mình là phúc mà họ tu cả trăm đời cũng không có được. Ngay khi ông ta rời đi, một luồng uy áp vô hình bao phủ cả đại điện, trong khoảnh khắc, ngoài Phản Diêm La Thiên Tử ra, tất cả cường giả khác đều quỳ xuống. Tùy ý chân áp. Tất cả cường giả của nền văn minh quy giả đều khiếp sợ. Phản Diêm La Thiên Tử nhìn chằm chằm Đa Nguyên Đạo Đế đã rời khỏi đại điện. Ông ta cũng rất sốc, không ngờ thực lực của nhân vật trong truyền thuyết này lại đáng sợ đến thế. Lúc này, một ông lão run rẩy nói, Thiên Tôn, chúng ta. Đôi mắt Phản Diêm La Thiên Tử từ từ nhắm lại, ta phải hỏi Diệp Thiếu đã, Diệp Thiếu đầu hàng thì ta đầu hàng, Diệp Thiếu không đầu hàng thì ta không đầu hàng, ta chỉ nghe theo Diệp Thiếu. Các cường giả. Chỉ nghe theo Diệp Thiếu. Tuy Phản Diêm La Thiên Tử nói chắc nịch, vô cùng tự tin, nhưng thật ra lúc này ông ta cũng hơi hoang mang, bởi vì vị Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên xuất hiện này khiến ông ta cũng hơi bối rối ngỡ ngàng. Khi xưa Đa Nguyên Đạo Đế đã hợp nhất dòng thời gian của vô số vũ trụ, ông ta không ngờ đối phương lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thực lực còn mạnh như thế. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn lựa chọn Diệp Quân, nếu Diệp Quân đầu hàng thì ông ta đầu hàng. Nếu Diệp Quân không đầu hàng thì ông ta sẽ không đầu hàng. So với vị Đa Nguyên Đạo Đế này, ông ta luôn cảm thấy Đại Lão Thiên Mệnh váy trắng còn đáng sợ hơn. Tất nhiên ai mạnh hơn, ông ta cũng không hoàn toàn chắc chắn. Chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Diệp Quân theo kỳ chủ về nền văn minh vệ giả, nét mặt hai người đều hơi nghiêm nghị, thực lực của Đa Nguyên Đạo Đế kia thật sự hơi khó lường. Kỳ chủ khẽ nói. Không biết nền văn minh vĩnh hằng và nền văn minh quy giả. Lời còn chưa dứt, một người đàn ông trung niên đã đột nhiên xuất hiện, người tới chính là Phản Diêm La Thiên Tử. Cả hai người đều hơi bất ngờ. Phản Diêm La Thiên Tử trầm giọng bảo, nền văn minh thiên hành đã phục tùng Đa Nguyên Đạo Đế rồi. Kỳ chủ không ngạc nhiên trước điều này, cô ta nhìn Phản Diêm La Thiên Tử, vào thẳng vấn đề, vậy nền văn minh quy giả của ông thì sao? Phản Diêm La Thiên Tử không trả lời mà nhìn sang Diệp Quân bên cạnh, Diệp Thiếu, cậu định thế nào? Diệp Quân im lặng chốc lát rồi bảo, chỉ có cách chiến đấu thôi. Phản Diêm La Thiên Tử mỉm cười, vậy thì chiến đấu. Kỳ chủ bảo, ông có biết nhiều về vị Đa Nguyên Đạo Đế này không? Phản Diêm La Thiên Tử lắc đầu, không biết nhiều lắm, ông ta cách ba nền văn minh của chúng ta quá xa. Hơn nữa năm xưa sau khi ông ta hợp nhất dòng thời gian của tất cả vũ trụ thì đột nhiên biến mất, nói thật, ta còn tưởng ông ta đã ra đi cơ.
Kỳ chủ im lặng một lúc lâu, chỉ dựa vào thực lực của chúng ta thì không thể đấu lại được. Mục tiêu của ông ta là luyện chế toàn bộ vũ trụ đã biết thành pháp khí thời gian, đồng thời luyện chế hàng trăm triệu sinh linh thành khí linh. Chỉ cần chúng ta công bố chuyện này chắc chắn sẽ có vô số cường giả tới chống lại ông ta. Phạn Diêm La Thiên Tử gật đầu tán thành, đúng thế, dù là nền văn minh quy giả của chúng ta hay là nền văn minh vệ giả của cô đều có rất nhiều cường giả ẩn thế, chúng ta cần nhiều người trợ giúp hơn. Kỳ chủ lập tức nói, không được chậm trễ thêm nữa, Phạn Diêm La Thiên Tử, bây giờ chúng ta lập tức thu xếp để toàn bộ sinh linh trên vũ trụ đều biết ý đồ của ông ta. Phạn Diêm La Thiên Tử nói, được. Hai người đang chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, kỳ chủ như nghĩ đến điều gì, cô ta chợt nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, cậu. Diệp Quân nhìn Phạn Diêm La Thiên Tử, ta muốn hỏi ông về một người. Phạn Diêm La Thiên Tử hơi tò mò, ai vậy? Diệp Quân lấy chân dung của Tần Quan ra, mẹ ta. Phạn Diêm La Thiên Tử thẳng thốt, cô ấy là mẹ của cậu. Diệp Quân gật đầu, phải, khi xưa bà ấy từng đến nền văn minh quy giả, nhưng ta không cảm nhận được khí tức của bà ấy. Phạn Diêm La Thiên Tử đáp, Tần cô nương đã đi rồi. Diệp Quân hơi sửng sốt, đi rồi. Phạn Diêm La Thiên Tử gật đầu, khi đó cô ấy đến nền văn minh quan huyên của ta đã ở lại đây một thời gian, còn giúp chúng ta phá được cấm chế phong ấn của một di tích bí cảnh, sau đó hình như có việc gì đó nên cô ấy rời đi rồi. Nét mặt Diệp Quân tối sầm lại. Sao mẹ lại đi mất rồi? Kỳ chủ hỏi, cậu có kế hoạch gì? Diệp Quân im lặng chốc lát, đi tìm vài người bạn. Kỳ chủ nhìn hắn, gật đầu, được. Sau khi Phạn Diêm La Thiên Tử và kỳ chủ rời đi, tiểu tháp lên tiếng, định tìm ai? Diệp Quân ngẩng đầu nhìn nơi sâu trong tinh không, khẽ hỏi, tháp gia, lần trước cha ta, đại bá và cô ra ngoài bao lâu? Tiểu tháp trầm giọng đáp, không bao lâu. Diệp Quân cười nhẹ, ta không muốn cứ có việc là lại nhờ họ đứng ra gánh vác giúp mình, lần này ta muốn dựa vào năng lực của mình để vượt qua cửa ai khó khăn này. Tiểu tháp muốn nói lại thôi. Diệp Quân lại nói thêm, dựa vào ta và tháp ra ngươi. Tiểu tháp. Phải thừa nhận là thực ra tiểu tháp hơi hoang mang, nói thật, nhà giàu không sợ đời sau phá sản, chỉ sợ đời sau lập nghiệp. Nó cũng hơi sợ Diệp Quân muốn mở ra một trang gia phả mới. Diệp Quân lại hỏi, tháp gia, người ủng hộ ta chứ? Tiểu tháp thấp giọng đáp, đương nhiên là ta, ủng hộ ngươi rồi, nhưng ngươi cũng biết, năng lực của tháp gia ta có hạn. Diệp Quân nghiêm túc bảo, tháp gia, cứ 5 ngày 3 bữa chúng ta lại nhờ cô và cha ta, với lại ông nội tới giúp đỡ, ngươi không thấy là cứ tiếp tục thế này thì ta sẽ không khác gì cha ta năm xưa à? Tiểu tháp nói, đính chính lại một chút là năm xưa ông nội ngươi chưa từng giúp cha ngươi, lúc nào cũng là cô của ngươi giúp, trong phương diện này, ông nội ngươi thật sự chẳng là cái. Nói đến đây, nó dừng lại. Mẹ kiếp! Không được nói lung tung. Diệp Quân! Tiểu tháp nói tiếp, hai, nhưng ngươi nói cũng có lý, động một cái là lại nhờ cô của ngươi ra giúp, đừng nói là ngươi cảm thấy như vậy rất vô dụng. Đến ta cũng thấy như vậy rất vô dụng, bởi vì như vậy làm cho chúng ta có vẻ rất vô tích sự. Diệp Quân vội nói, vậy lần này hai người đàn ông chúng ta cùng gánh vác nhé. Nghe thấy cụm hai người đàn ông của Diệp Quân, máu nóng của tháp gia dâng trào, nó hào sảng đáp, mẹ kiếp, tháp gia gánh vác cùng ngươi, tháp gia ta đi theo ông nội ngươi có chuyện gì mà chưa từng thấy. Ta sẽ sợ một tên đa nguyên đạo đế tép siêu đó chắc. Chết tiệt, chiến thôi. Diệp Quân bật cười lớn, chiến thôi. Tiểu tháp bảo, vừa nãy người nói muốn đi tìm mấy người bạn, người định gọi ai? Ánh mắt Diệp Quân kiên định, lần này ta không gọi người nhà. Nói xong hắn quay người, ngự kiếm bay đi, biến mất tại chỗ. Một lúc sau, Diệp Quân xuất hiện trên một con đường trong hệ Ngân Hà. Lại trở về hệ Ngân Hà. Thấy tu vi của mình không bị phong ấn, Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cha không còn nhằm vào hắn nữa. Trở lại nơi này, trong mắt Diệp Quân hiện lên vẻ phức tạp. Hắn không nghĩ nhiều mà chậm rãi nhắm mắt lại, thần thức bao phủ toàn bộ Yến Kinh, giây tiếp theo, hắn biến mất tại chỗ. Trong chốc lát, Diệp Quân đã tới trước một căn nhà ở khu chung cư. Mà khi hắn vừa định gõ cửa thì một luồng ý chí kiếm đạo đáng gờm đã bao phủ lấy hắn.
cửa mở ra. Trên chiếc ghế sofa trong nhà có một cô gái đang nhìn hắn chằm chằm. Chính là Phục Võ. Lúc này, Phục Võ đang mặc một chiếc áo cộc tay, bên dưới là quần jean bó sát, rất giản dị dễ chịu. Diệp Quân mỉm cười, Phục tỷ, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Diệp Quân, Phục Võ hơi ngạc nhiên, là ngươi. Lúc này trí nhớ của cô ấy đã khôi phục. Diệp Quân đi vào, nhìn phía đối diện Phục Võ, lúc này Phục Võ đang xem hoạt hình, hơn nữa còn là hoạt hình heo Peppa. Phục Võ đứng lên, nhìn Diệp Quân, Diệp. Diệp Quân cười, gọi ta Tiểu Quân là được. Phục Võ gật đầu, không nói thêm nữa. Diệp Quân nghiêm mặt, Phục tỷ, lần này ta tới là có chuyện nhờ tỷ giúp đỡ. Phục Võ hỏi, đánh nhau. Diệp Quân cười đáp, phải. Phục Võ nói thẳng, được. Diệp Quân lại nói, đối thủ rất mạnh. Phục Võ bảo, không thành vấn đề. Diệp Quân mỉm cười, xòe bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Chính là kiếm Thanh Huyên. Diệp Quân đưa kiếm Thanh Huyên cho Phục Võ, dùng thanh kiếm này đi. Phục Võ nhận lấy kiếm Thanh Huyên, khi cầm vào nó, kiếm Thanh Huyên bỗng rung nhẹ, phát ra âm thanh khe khẽ. Thấy vậy Diệp Quân hơi kinh ngạc, không ngờ kiếm Thanh Huyên lại có phản ứng với Phục Võ, phải biết rằng ngoài hắn và mấy người trong nhà ra, nó chưa từng như vậy đối với người ngoài. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Khoảnh khắc Phục Võ cầm vào kiếm Thanh Huyên cũng hơi giật mình, ngạc nhiên, cô ấy quan sát kiếm Thanh Huyên thật kỹ rồi lại nhìn Diệp Quân, trong mắt có thêm vẻ nghi hoặc. Diệp Quân cười khẽ, Phục tỷ, thanh kiếm này thế nào? Phục Võ rời mắt, cô ấy lại quan sát kiếm Thanh Huyên trong tay mình rồi bảo, dùng thanh kiếm này, một kiếm là có thể giết được Tịnh Sơ. Diệp Quân cười gượng, đã qua rồi, tất cả đều đã qua rồi. Phục Võ nhìn hắn, kẻ thù rất mạnh à. Diệp Quân gật đầu, một cường giả hàng đầu của nền văn minh vũ trụ cấp 6. Nền văn minh vũ trụ cấp 6. Trong mắt Phục Võ hiện lên ý chí chiến đấu, được. Diệp Quân đang định nói thì lúc này một giọng nói vang lên từ phía sau, Tiểu Phục, cậu ấy là ai? Diệp Quân quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái đang đứng ở cửa, cô ấy mặc áo phông trắng, bên dưới là quần đùi bò, đôi chân trắng nõn như ngọc lộ ra ngoài. Tuy không đẹp bằng Phục Võ cũng nhưng là mỹ nhân hiếm thấy. Phục Võ nhìn Diệp Quân, cậu ấy là, cậu ấy tên Diệp Quân. Cô gái nhìn Diệp Quân, cười giới thiệu, tôi tên là Ngữ Phi, bạn của Tiểu Phục. Diệp Quân nhìn Ngữ Phi, mỉm cười, chào cô. Ngữ Phi nhìn Diệp Quân, khuôn mặt bỗng đỏ lên, chào anh. Phục Võ kéo tay Ngữ Phi bảo, mình phải đi rồi. Ngữ Phi giật mình, đi. Phục Võ gật đầu, mình phải đi giết người cùng với cậu ấy. Diệp Quân. Ngữ Phi. Ngữ Phi tưởng Phục Võ nói đùa nên đương nhiên không coi là thật, cô ấy kéo tay Phục Võ với vẻ không nỡ, thế khi nào cậu về? Khoảng thời gian này cô ấy ở cùng Phục Võ nên cũng có tình cảm với nhau. Phục Võ đáp, giết xong thì về. Diệp Quân. Tuy Ngữ Phi hơi không nỡ nhưng cũng bất đắc dĩ. Cô ấy nắm chặt tay Phục Võ, chỗ này của mình lúc nào cũng hoan nghênh cậu. Phục Võ gật đầu, được. Nói rồi cô ấy quay đầu nhìn Diệp Quân, đương nhiên Diệp Quân hiểu ý của cô ấy, hắn xòe tay, một quyển trục chậm rãi bay tới trước mặt cô ấy. Một số công pháp tu hành của nền văn minh thiên hành không phù hợp với con người lắm. Ngữ Phi hơi thắc mắc, đây là gì? Diệp Quân cười đáp, một loại công pháp tu hành, có thể rèn luyện tăng cường sức khỏe. Ngữ Phi hơi kích động, công pháp tu hành. Ở hệ ngân hà ngày nay, cổ võ giả và tu tiên giả đã không còn là bí mật nữa. Diệp Quân không giấu giếm, gật đầu, đúng thế. Ngữ Phi càng thêm hưng phấn, hai người đều là người tu hành. Phục Võ đáp, phải. Ngữ Phi đột nhiên ôm lấy Phục Võ, vô cùng phấn khích, mình biết ngay mà, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, mình đã biết chắc chắn cậu không phải người bình thường rồi. Không ngờ cậu lại thật sự là người tu hành trong truyền thuyết. Phục Võ nhẹ nhàng xoa đầu Ngữ Phi, không nói gì. Khi Diệp Quân và Phục Võ rời đi, Diệp Quân lại để lại cho Ngữ Phi một ít tinh thể vĩnh hằng. Sau khi ra khỏi khu chung cư, Phục Võ nhìn Diệp Quân, có vội không? Diệp Quân hỏi, Phục tỷ có chuyện gì à?
Phục Võ đáp, muốn ăn. Diệp Quân cười, được. Phục Võ gật đầu, sau đó theo Diệp Quân đến một con phố ăn vặt, hai người tìm một quán lẩu, sau khi ngồi xuống Phục Võ chợt chìa tay về phía Diệp Quân. Diệp Quân khó hiểu. Phục Võ nhìn thẳng vào hắn, hồ lô quả. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, sao tỷ biết ta có kẹo, không đúng, là hồ lô quả. Phục Võ nói, Nhất Niệm nói. Diệp Quân lắc đầu cười, hắn không ngờ đến điều này mà Nhất Niệm cũng nói với Phục Võ, hắn lấy một cây kẹo hồ lô ra đưa cho cô ấy. Phục Võ bóc vỏ xong thì cắn một miếng, không biết nghĩ tới điều gì mà trong mắt cô ấy hiện lên chút gợn sóng. Diệp Quân cười, Phục tỷ cũng thích ăn kẹo hồ lô à? Phục Võ khẽ gật đầu, Diệp Quân mỉm cười, cầm ấm trà lên rót cho Phục Võ một cốc, sau đó lại rót cho mình một cốc, ta phát hiện con gái bên ngoài đều thích ăn kẹo hồ lô. Phục Võ nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân biết tính cô ấy không thích nói chuyện, nhưng hắn vẫn tìm một vài chủ đề để nói, đương nhiên hầu hết vẫn là hắn nói, thi thoảng Phục Võ cũng đáp lại. Một lúc sau, đồ ăn đã được dọn lên. Phục Võ gắp một miếng đậu phụ non, chấm một ít tương ớt rồi đưa vào miệng, một lúc sau mới khẽ nói, loại quả tên đậu phụ này ngon đấy. Diệp Quân. Rõ ràng Phục Võ rất thích đồ ăn ở hệ Ngân Hà, món nào cũng thử một miếng, nhưng có rất nhiều món cô ấy không biết tên, đương nhiên cũng không quan trọng, dù sao cô ấy đều cho rằng đó là một loại quả. Sau khi ăn xong, thấy Phục Võ vẫn chưa thỏa mãn, Diệp Quân lại đưa cô ấy đi ăn các món ăn vặt ở phố ăn vặt. Mặc dù vẻ mặt Phục Võ rất bình tĩnh, nhưng Diệp Quân nhìn ra được cô ấy đang rất vui, nếm thử món này một chút, món kia một chút. Cứ thế, một người một quả ăn cho tới tận trạng vạng. Bên bờ sông, hai người chậm rãi bước đi, Phục Võ tay trái cầm xiên thịt cừu, tay phải cầm kẹo hồ lô. Một người một quả đi dọc ven hồ nửa canh giờ, sau khi Phục Võ ăn hết cây kẹo hồ lô cuối cùng thì tựa vào lan can nhìn bầu trời xa xôi. Hoàng hôn nơi đó đỏ như máu, gió nhẹ thổi tới khiến mái tóc cô tung bay. Thật lâu sau, cô ấy vén tóc vào tai, quay đầu nhìn Diệp Quân, bây giờ đi luôn à? Diệp Quân chần chừ một lát rồi đáp, ta muốn gặp hai người. Hắn vốn định sau này quay lại lần nữa sẽ tụ tập, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi gặp các cô ấy luôn. Có thể đa tình, nhưng không thể vô tình. Phục Võ gật đầu, ta ở đây chờ cậu. Diệp Quân cười đáp, được. Nói rồi hắn quay người biến mất. Phục Võ im lặng một hồi rồi quay người nhìn mặt hồ phía xa, mặt hồ lấp lánh ánh vàng, lát sau, ánh mắt cô ấy cũng như nước trên mặt hồ, đột nhiên gợn lên một làn sóng, cô ấy cất tiếng ngân nga, nét phác họa trên sứ thanh hoa, đường bút huyền chuyển đậm nhạt. Cánh mẫu đơn trên thân bình cứ như nàng đã trang điểm. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã đến Học viện Ngân Hà. Học viện Ngân Hà ngày nay vẫn tấp nập như xưa, nơi đây vẫn là thánh địa trong lòng vô số học sinh Hoa Hạ. Bỗng nhiên ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía một cô gái, cô ấy mặc váy dài màu xanh nhạt, duyên dáng vào tao nhã, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Cô gái này chính là Mộc Uyển Du, một trong hai người đẹp của Học viện Ngân Hà. Nữ thần của vô số chàng trai. Mộc Uyển Du ôm một cuốn sách đi về phía trước, đúng lúc này như cảm nhận được điều gì. Cô ấy bỗng quay đầu lại, khi nhìn thấy Diệp Quân đứng ở cổng trường, cô ấy sững người tại chỗ, giây tiếp theo cô ấy chạy thật nhanh, nhào vào vòng tay của một người đàn ông. Lập tức, tất cả học viên đang có mặt đều đứng hình. Không phải nói Mộc Uyển Du độc thân sao? Thế này là thế nào? Ở một chỗ nào đó, một thanh niên mặc áo gầm nhìn chằm chằm Diệp Quân và Mộc Uyển Du, sắc mặt rất khó coi. Lúc này, một người đàn ông bên cạnh anh ta gần giọng bảo, cậu cổ, có ai không biết cậu đang theo đuổi cô Mộc chứ? Người đàn ông này dám tiếp cận cô Mộc, có cần tôi đi xử? Thanh niên áo gấm bất ngờ quay lại vung tay tát. Chát! Người đàn ông bị tát sững sờ. Thanh niên áo gấm trừng mắt lườm anh ta, giận dữ nói, xử, mày chỉ biết xử thôi, có thể có đầu óc một chút được không? Con mẹ nó! Thanh niên kia vừa nhìn đã thấy không phải người bình thường, đi gây họa làm gì. Có biết kẻ phản diện thường chết như thế nào không? Đều là chết vì ngu đấy. Rảnh rỗi không có việc gì làm thì lên mạng đọc truyện nhiều hơn đi, có biết không ha? Mẹ kiếp, người đàn ông.
trong một nhà hàng. Diệp Quân và Mộc Uyển Du nhìn đối diện nhau, hai người gọi một ít đồ ăn, Mộc Uyển Du lại không động đũa mà nhìn chằm chằm hắn, sợ hắn chạy mất. Diệp Quân mỉm cười nói, nhìn anh làm gì vậy? Mộc Uyển Du khẽ nói, em tưởng anh sẽ không quay lại nữa. Diệp Quân dịu giọng nói, hai người ở đây, sao anh có thể không về? Nghe thế Mộc Uyển Du lộ ra vẻ dịu dàng. Diệp Quân gắp tôm cho cô ấy, sau đó nói, tu luyện thế nào rồi? Mộc Uyển Du tự hào nói, bây giờ em đã là giáo viên hướng dẫn ở Học viện Ngân Hà rồi, là giáo viên hướng dẫn trẻ tuổi nhất. Diệp Quân bật cười, giỏi lắm. Mộc Uyển Du chớp mắt, so với cường giả đỉnh cấp ở thế giới các anh, em còn thua kém họ bao nhiêu? Diệp Quân nghiêm túc nói, một chút thôi. Mộc Uyển Du liếc nhìn hắn, có quỷ mới tin anh. Diệp Quân bật cười. Không thể không nói hắn thích sự ấm áp của hệ Ngân Hà hơn việc cứ đánh giết ở bên ngoài. Mộc Uyển Du bỗng nói, bao giờ thì anh đi? Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, nhanh thôi. Ồ. Mộc Uyển Du cúi đầu im lặng ăn cơm, không nói gì nữa. Diệp Quân vươn tay nắm lấy tay cô ấy, khẽ nói, dạo này có trận chiến nên sẽ rất bận. Mộc Uyển Du vội ngẩng đầu lên nhìn hắn, lo lắng nói, nguy hiểm lắm sao? Diệp Quân gật đầu, nguy hiểm. Mộc Uyển Du nắm chặt lấy tay hắn, ánh mắt đầy vẻ lo lắng, muốn nói lại thôi. Diệp Quân an ủi, đừng lo, đánh không lại thì anh vẫn chạy được mà. Mộc Uyển Du im lặng một lúc, sau đó mỉm cười, vậy em đợi anh ở đây. Diệp Quân gật đầu. Hai người nói chuyện khoảng nửa tiếng, Diệp Quân để lại một chiếc nhẫn cho Mộc Uyển Du, sau đó đứng lên đi ra khỏi nhà hàng. Sau khi Diệp Quân đi, Mộc Uyển Du ngồi ngốc ở đó rất lâu. Vừa ra khỏi nhà hàng, Diệp Quân gặp được một cô gái quen thuộc. Cô gái mặc chiếc váy màu tím, dung mạo tuyệt đẹp. Chính là Hiên Viên Lăng. Nhìn thấy Diệp Quân, Hiên Viên Lăng sửng sốt, sau đó nói, anh. Diệp Quân mỉm cười, cô Hiên Viên Lăng, đã lâu không gặp. Hiên Viên Lăng run giọng nói, đã, lâu không gặp. Diệp Quân nói, cô đến tìm Uyển Du à, cô ấy đang ở trong đó. Hiên Viên Lăng vừa muốn nói gì, Diệp Quân lại nói, cô Hiên Viên Lăng, tôi vẫn còn vài việc phải làm nên đi trước, có duyên gặp lại. Dứt lời, hắn lấy một chiếc nhẫn ra để vào trong tay Hiên Viên Lăng, sau đó sải bước đi thẳng. Thấy Diệp Quân biến mất, Hiên Viên Lăng sửng sốt, ngay sau đó nước mắt cô ấy trào ra. Trong một căn phòng, Tô Tử đang bận rộn như cảm nhận được gì, bỗng ngẩng đầu lên, không biết Diệp Quân đã xuất hiện trước mặt cô ấy từ lúc nào. Nhìn thấy Diệp Quân, đầu óc Tô Tử trống rỗng như sét đánh. Diệp Quân đi đến trước mặt cô ấy, cười nói, sao thế? Tô Tử run giọng nói, đây, không phải là mơ chứ? Diệp Quân nhẹ nhàng nhéo má cô ấy, cơn đau làm cô ấy biết đây không phải là mơ, cô ấy lập tức nhào vào lòng Diệp Quân, run rẩy nói, tên khốn này, em còn tưởng anh sẽ không quay lại nữa. Hai tay Diệp Quân nhẹ nhàng ôm lấy eo Tô Tử, nói, sao có thể chứ? Tô Tử ôm chặt lấy hắn, nước mắt ào ra. Từ lần chia tay trước đó đến nay, Diệp Quân không có tin tức gì nữa, cô ấy còn tưởng Diệp Quân đã quên mình nhưng không ngờ Diệp Quân lại đột nhiên xuất hiện. Diệp Quân không ở lại quá lâu, chỉ ở lại vài phút rồi đi. Mặc dù anh cũng rất muốn ở lại thêm chút nữa nhưng vẫn còn chuyện quan trọng hơn đang đợi anh, bây giờ không phải lúc tình trạng ý thiếp. Lúc đi khỏi hệ Ngân Hà, cuối cùng hắn đến căn phòng mà Chân Tỷ từng sống. Mọi thứ ở đây đều như trước. Chỉ là cô gái thích viết sách đó đã không còn ở đây nữa. Chân Tỷ. Diệp Quân sờ lên chiếc bàn trước mặt, từng cảnh tượng năm đó hiện lên. Diệp Quân khẽ nói, Chân Tỷ, đợi ta. Dứt lời, hắn xoay người biến mất khỏi đó. Chẳng mấy chốc Diệp Quân đến trước hỏa tinh đó, lúc này Phục Võ xuất hiện bên cạnh hắn, tay cô ấy cầm kiếm Thanh Huyên. Phục Võ nhìn hỏa tinh đó, khí tức nguy hiểm. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Dứt lời, hắn nhìn hỏa tinh đó, cúi người, tiền bối, nói chuyện chút nhé. Không ai đáp lời. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, làm phiền rồi. Dứt lời, hắn dẫn Phục Võ rời khỏi đó, lúc này hỏa tinh đó bỗng nói, người muốn nói gì?
Diệp Quân dừng bước, hắn nhìn Hỏa Tinh, muốn xin tiền bối giúp đỡ. Giọng nói đó, giúp gì? Diệp Quân nói, đánh nhau. Người bí ẩn trên Hỏa Tinh im lặng. Diệp Quân nhìn Hỏa Tinh đợi câu trả lời. Người bí ẩn bỗng nói, xin lỗi, ta không thể rời khỏi nơi này, còn nguyên nhân thì không thể với ngươi. Diệp Quân lặng thinh. Người bí ẩn lại nói, là ai muốn giết ngươi? Chủ nhân bút đại đạo, hay là Tịnh Tông chủ, hay ác đạo đó? Diệp Quân lắc đầu, đều không phải. Người bí ẩn trầm giọng nói, đều không phải, vậy ngươi đến tìm ta, ngươi có biết thực lực của ta không? Ta rất lợi hại đấy. Diệp Quân. Người bí ẩn cười nói, bây giờ tên nhóc ngươi vẫn chưa biết gì về toàn bộ vũ trụ. Diệp Quân khó hiểu, ý tiền bối là. Người bí ẩn nói, ta có thể nói với ngươi thế này, ngoại trừ người nhà của ngươi ra, trong số tất cả những cường giả mà ngươi tiếp xúc bây giờ, Tịnh Tông chủ và chủ nhân bút đại đạo đều được coi là những cường giả thật sự. Còn tổ ác đạo, nếu tổ ác đạo có thể thoát khỏi phiền toái, cắt đứt nỗi chấp niệm cuối cùng trong lòng, thì vẫn miễn cưỡng có thể. Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối biết bao nhiêu về vũ trụ bao la này. Người bí ẩn nói, đừng nghe ngóng lai lịch của ta, ta biết nhiều hơn ngươi nhưng bây giờ nói cho ngươi biết cũng vô nghĩa, có những con đường chỉ có ý nghĩa nếu ngươi tự mình bước đi, hiểu không? Diệp Quân gật đầu, làm phiền tiền bối rồi. Dứt lời, hắn dẫn phục võ rời đi. Người bí ẩn nói, khoan đã. Diệp Quân dừng bước, xoay người nhìn Hỏa Tinh. Người bí ẩn im lặng một lúc rồi nói, chàng trai đừng vội như thế, ta cũng không nói không giúp ngươi. Diệp Quân nói, tiền bối đồng ý rời khỏi đây à? Người bí ẩn nói, đúng là ta không thể rời khỏi đây, nhưng ta có thể cho ngươi mượn một trợ thủ. Ngay lúc Diệp Quân còn ngờ vực, một tia hỏa quang bay ra từ trên Hỏa Tinh, ngay sau đó một người khổng lồ lửa xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Người bí ẩn nói, đây là con rối lửa do ta luyện chế. Xét về thực lực thì không so được với cô nương bên cạnh ngươi, nhưng cũng sẽ không kém là bao. Phục võ nhìn người khổng lồ lửa, không nói gì. Diệp Quân nhìn người khổng lồ lửa, thân hình người khổng lồ lửa cao lớn, cao mấy chục trượng, trong mắt bùng lên ngọn lửa cuồng nộ, nhất là tứ chi như cột trụ, tỏa ra uy lực có tính bùng nổ. Vừa nhìn đã biết không tầm thường. Diệp Quân nói, tiền bối có bao nhiêu chiến sĩ lửa như vậy? Người bí ẩn nói, chỉ có một. Diệp Quân nói, tiền bối có thể luyện thêm vài người không? Người bí ẩn trầm giọng nói, người nghĩ ta đang buôn hàng xỉ à? Diệp Quân mỉm cười, hắn cất người khổng lồ lửa vào trong tiểu tháp, sau đó nói, ta biết tiền bối nể mặt người nhà ta nên mới giúp ta, cho dù thế nào, Diệp Quân ta cũng sẽ khắc ghi vào lòng, sau này sẽ báo đáp. Người bí ẩn nói, người nghĩ lầm rồi. Sở dĩ lần này ta giúp ngươi chỉ đơn giản là vì ngươi. Nói thật, ta hơi ngạc nhiên vì lần này ngươi không muốn dựa vào người trong nhà mình để vượt qua thời điểm khó khăn này. Tất nhiên quan trọng hơn là tặng cho ngươi một người khổng lồ lửa chỉ là một chuyện rất nhỏ với ta, cho nên ngươi đừng để trong lòng. Diệp Quân cười nói, với tiền bối thì là chuyện rất nhỏ, nhưng với ta lại là ân huệ rất lớn. Dù thế nào đi nữa, tiền bối có lòng giúp đỡ, vãn bối sẽ luôn ghi nhớ, sau này sẽ báo đáp. Người bí ẩn nói, chúc người thành công vượt qua cửa ải. Diệp Quân chắp tay, tạm biệt. Dứt lời, hắn dẫn phục võ xoay người rời đi. Sau khi Diệp Quân và phục võ rời đi, người bí ẩn trên Hỏa Tinh bỗng nói, cuối cùng thì ngươi cũng tìm được con đường của riêng mình rồi sao? Còn phải xem ngươi có thể bước ra thật hay không? Diệp Quân dẫn phục võ đến một tinh không, Diệp Quân nhìn xung quanh, sau đó nói, chủ nhân bút đại đạo. Không ai đáp lời. Diệp Quân nói, lão già, ta biết ông nghe thấy, ra đây chúng ta nói chuyện một lát đi. Vẫn không ai đáp lời. Diệp Quân im lặng một hồi, thấp giọng thở dài, cũng được thôi, tiền bối không muốn nói thì thôi vậy. Dứt lời, hắn dẫn phục võ định đi. Soạt. Lúc này, một tiếng xé rách thời không bỗng vang lên, sau đó một người đàn ông bước ra từ chỗ cách trước mặt Diệp Quân không xa. Người đến chính là chủ nhân bút đại đạo. Lúc này sắc mặt chủ nhân bút đại đạo rất tệ. Diệp Quân cười nói, tiền bối, đã lâu không gặp. Chủ nhân bút đại đạo lạnh nhạt nói, có việc gì à? Diệp Quân nghiêm túc nói, tiền bối,
Có phải ông quên trước kia chúng ta từng liên minh với nhau không? Chúng ta còn cùng nhau đối phó với quá khứ tông, ông vẫn còn nhớ chứ? Chủ nhân bút đại đạo nhìn hắn, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Diệp Quân nghiêm túc nói, giúp ta đánh nhau một trận. Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu ngay, không đánh. Diệp Quân sầm mặt. Chủ nhân bút đại đạo lại nói, ta không phải là kẻ hay đánh nhau, đánh gì chứ? Diệp Quân nói, tiền bối từng nghe đến đa nguyên đạo đế chứ? Chủ nhân bút đại đạo nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân hơi cạn lời. Chủ nhân bút đại đạo nói, không còn chuyện gì khác thì ta đi đây. Diệp Quân nói, tháp gia của ta nói chắc chắn ông có âm mưu gì đó, cho nên nó nhiều lần thuyết phục ta bảo ta nói cô giết ông, nhưng ta rất tin tưởng tiền bối, ta nghĩ ông không phải là loại người như vậy, ta thật sự rất tin tưởng tiền bối. Tiểu tháp. Chủ nhân bút đại đạo nhìn hắn, sắc mặt tái xanh. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân một hồi, sau đó thấp giọng thở dài, cậu phải nói đạo lý chứ. Ông ta cũng khá đau đầu với tên nhóc trước mặt này, đánh không được, mắng không xong, đúng là tổ tông. Diệp Quân nghiêm túc nói, tiền bối, trước kia chẳng phải chúng ta hợp tác rất vui vẻ à? Hai chúng ta hợp sức, cả vũ trụ này ai là đối thủ của chúng ta chứ? Chủ nhân bút đại đạo bình thản nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân cũng khá đau đầu, người này không dễ lừa. Tiểu tháp cũng nói, ông ta rất tinh danh, cha ngươi đến cũng chưa chắc có thể lừa được ông ta, ngươi vẫn nên chân thành với ông ta đi. Diệp Quân gật đầu, đối mặt với người này chỉ đành lấy tình làm động lòng người, dùng đạo lý để người thấu hiểu. Phục võ nhìn chủ nhân bút đại đạo, không nói gì, nhưng chỉ cần Diệp Quân đưa mắt ra hiệu, cô ấy có thể xuất kiếm bất cứ lúc nào. Như cảm nhận được sát ý vô hình của phục võ, chủ nhân bút đại đạo nhìn cô ấy nhíu mày, tên nhóc này tìm đâu người phụ nữ này vậy? Sao bên cạnh hắn cứ có vài người phụ nữ yêu nghiệt đi theo thế? Diệp Quân bỗng nói, tiền bối, chúng ta bàn điều kiện đi. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, điều kiện gì? Diệp Quân nói, nếu ông đồng ý giúp ta, ta nợ ông một ân huệ, được không? Chủ nhân bút đại đạo nhìn hắn không nói gì. Diệp Quân nói, hai ân huệ cũng được. Chủ nhân bút đại đạo lạnh nhạt nói, cha cậu nợ ơn người khác chưa từng trả đấy thôi. Nói rồi giọng điệu ông ta lại càng trầm hơn, chưa từng luôn. Sắc mặt Diệp Quân xa sầm. Cha mình phá hoại thanh danh quá. Chủ nhân bút đại đạo bỗng nói, lần này muốn dựa vào thực lực và mối quan hệ của mình để giải quyết hả? Diệp Quân gật đầu. Chủ nhân bút đại đạo suy ngẫm một hồi rồi nói, thật ra ta cũng khá ngạc nhiên vì nhiều lúc ta cảm thấy thế giới này sắp có thêm một vị vua dựa dẫm. Ta biết, cha cậu và cô của cậu không quan tâm đến điều này, nếu cậu trở nên vô địch dựa vào bản lĩnh của chính dĩ nhiên là tốt, nhưng nếu không thể thì cậu vui là điều tốt nhất với họ rồi. Nhưng rõ ràng là cậu không muốn làm một vua dựa dẫm. Diệp Quân gật đầu, ta muốn thay đổi. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, ta không thể ra tay giúp cậu. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Chủ nhân bút đại đạo nói, vì chuyện này không liên quan đến ta. Diệp Quân lặng thinh. Chủ nhân bút đại đạo lại nói, đương nhiên còn vài nguyên nhân khác, mặc dù ta không thể tự mình giúp cậu nhưng ta có thể giúp cậu một lần bằng cách khác. Nhưng việc gì cũng có nhân quả, nếu ta giúp cậu một lần tức là cậu nợ ta một ân huệ. Ta sẽ không bảo cậu trả ân tình này trong thời gian ngắn, mà sau này có thể cậu không muốn trả. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, vậy thì thôi. Chủ nhân bút đại đạo sửng sốt. Diệp Quân bình tĩnh nói, tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, lần này ta gặp được một cường giả nền văn minh vũ trụ cấp 6, nếu ông không tự mình ra tay thì cũng không có ý nghĩa, hơn nữa cho dù ông đích thân ra tay, e là phần thắng cũng không lớn. Chủ nhân bút đại đạo nói, cậu đang khích tướng à? Diệp Quân lắc đầu, hợp tác không thành nhưng tình nghĩa vẫn còn, cho dù thế nào ta mong sau này ta và tiền bối không phải là kẻ thù, dù sao trong lòng ta tiền bối vẫn là người rất tốt. Tiểu tháp. Nghe Diệp Quân nói thế, chủ nhân bút đại đạo hơi sững sờ, tên nhóc này đột nhiên tình cảm sướt mướt thế này làm ông ta không quen. Diệp Quân không nói thêm gì nữa. Quay đầu nhìn phục võ, phục tỷ, chúng ta đi thôi. Phục võ gật đầu. Hai người đang định rời đi, chủ nhân bút đại đạo bỗng nói, khoan đã.
Diệp Quân quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, tiền bối có chuyện gì à? Chủ nhân bút đại đạo nói, cậu không muốn biết ta định cử ai đến giúp cậu sao? Diệp Quân nói, Diệp Khải Đệ. Chủ nhân bút đại đạo bật cười, tên nhóc cậu thông minh hệt cha cậu. Diệp Quân nói, ông nội ta không thông minh à? Nụ cười của chủ nhân bút đại đạo cứng đờ, ông ta nhìn Diệp Quân, cậu giống hệt cha cậu, hở tí là gài bẫy người khác. Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo nói, đi đi, đến lúc đó ta đến giúp cậu. Diệp Quân do dự một lúc, sau đó nói, tiền bối, kẻ địch lần này của ta thật sự rất mạnh. Chủ nhân bút đại đạo lạnh nhạt nói, ồ. Diệp Quân cạn lời. Chủ nhân bút đại đạo bỗng nói, chuyện cậu giải quyết ở thư viện Quan Huyên rất tốt. Diệp Quân hơi ngờ vực, chuyện gì? Chủ nhân bút đại đạo nói, trừng phạt các thế gia lớn, thanh trừng sự mục nát của thư viện. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, tiền bối cũng chú ý đến chuyện của thư viện à. Chủ nhân bút đại đạo trầm giọng nói, thư viện Quan Huyên phát triển ngày càng nhanh, cả thư viện có rất nhiều tông môn và thế gia, những tông môn và thế gia này không thể giống với cậu, điều họ muốn là làm sao để thiết lập một trật tự mới, tạo phúc cho cả vũ trụ, những gì họ nghĩ là làm thế nào để có được nhiều lợi ích hơn, thay đổi thế giới thì dễ nhưng rất khó để thay đổi lòng người, hơn nữa chuyện này khá phức tạp. Sau này, cậu mới có thể hiểu. Diệp Quân gật đầu, ta biết, nhưng chuyện này không vội, chỉ có thể từ từ. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, cậu có ý nghĩ này là tốt. Diệp Quân bỗng nói, tiền bối, theo ta biết mục đích của ông cũng là muốn xây dựng một trật tự mới, hay là chúng ta hợp sức với nhau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 108.